Chưa 2 2121, vội vã tự giả mình đi làm gì, chỉ là nhi tử của một thế giới run dế mà thôi. Khi Nguyệt Chỉ Lam đang nhíu mày trầm tư, một loạt tiếng bước chân thanh thúy chậm rãi từ ngoài điện vọng vào. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Vân Khê váy xanh xinh đẹp tuyệt nghĩ đi vào trong điện. Vân Khê tuổi mới 18, thân hình cao cao rong ròng như một gốc thanh liễu. Da thịt nàng như dương chi bạch ngọc, không mảy may tì vết. Dung nhan tinh xảo vô song, so với trước kia bớt đi vài phần ngây ngô, chỉ có khí chất kỳ ảo như mưa tập hợp hết linh khí thiên địa là không thay đổi khiến người ta khó mà quên được khê nhi nguyệt chỉ lam khe khẽ động bờ môi vân khê nhìn lên thấy nguyệt chỉ lam nhíu mày nàng biết mẫu thân mình đang ở thế lưỡng nang mẫu hậu ngươi đừng lo cho vân khê vân khê nguyện ý vân khê thản nhiên nói nàng đã không còn là thiếu nữ vô lo trước kia nữa rồi nàng cũng biết quốc gia của mình mẫu hậu của mình đang đứng trước lựa chọn gian nan Miên tổ thần chiều như một tòa núi lớn ép cho tất cả mọi người không ai thở nổi. Mà ca ca của nàng, quân tiêu giao, vẫn đang bế quan. Suốt ba năm rồi. Không ai dám đi quấy rầy hắn, cũng không ai biết tình hình hiện tại của quân tiêu giao thế nào rồi. Hiện giờ, mi cơ giáng xuống, người chỉ làm cũng ra lệnh không một ai được quấy rầy quân tiêu giao. Khê Nhi, con biết mình đang nói gì không? Người chỉ làm thở dài, hỏi. Đương nhiên Khê Nhi biết, Vân Khê vẫn bình tĩnh, hai mắt thản nhiên có hơi sáng lên một chút. Kaka ca ca không có ở đây, con sẽ phải giúp mẫu hậu bảo vệ quốc gia này cẩn thận." Vân Khê lẩm bẩm. Nàng cũng không phản nản vì sao quân Tiêu giao bế quan lâu như vậy. Nàng chỉ muốn cố hết sức chia sẻ thêm một chút áp lực. Một đám đại thần ở đây ai nấy đều buồn bã ảm nạm, đặc biệt là lão thần vừa nãy đưa ra ý kiến. Một cái bất hủ thần chiều to như vậy lại muốn để một thiếu nữ ra mặt giải quyết nguy cơ. Nhưng hiện giờ, mãi trừ phương pháp này, hình như cũng không có biện pháp tốt hơn ngay khi bầu không khí trong đại điện hơi lặng đi tầm ầm bỗng nhiên có tiếng vang chấn động tất cả mọi người đều kinh ngại cho hô hiểu cô khí tức kia là từ huyền thiên cung vị trấn quốc đại tướng quân kia cũng chính là phụ thân hạng liệt ánh mắt hơi dị động tất cả mọi người đều hoa mắt một khác sao một vị công tử áo trắng như tuyết khí chất siêu tuyệt đã nhà nhạt đứng trong điện tất nhiên là quân tiêu dao ca ca vân khê khẽ giật mình đôi mắt đẹp vừa bất ngờ vừa sợ hãi xen lẫn vui mừng dù được quân tiêu giao cho phép có thể thoải mái ra vào huyền thiên cung nhưng vân khê cũng không muốn tới cuối giày quân tiêu giao tu luyện nhiều cho nên cũng rất ít khi gặp hắn lại qua ba năm quân tiêu giao cao giáo khi chất nội liễng người bình thường căn bản không dò tra được tì khí tức nào từ hắn nhưng như thế mới lại càng khủng bố hơn như một vũng đầm sâu không thấy đáy nha đầu ngốc vi huynh không ở đây muội đã muốn vội vã tự giả mình đi thế sao quân tiêu giao cười nhạt hỏi nụ cười ấm áp như nắng xuân kia khiến vân khê xúc động vành mắt nàng bỗng nhiên đỏ ửng lên nhị không nổi nữa nàn nhau vào lòng quân tiêu dao quân tiêu dao khẽ do so xoa so cái đầu nhỏ của vân khê hiển nhiên cô nàng này cũng phải lãnh chịu áp lực không nhỏ tiêu nhi vẻ băng lãnh trầm ngương trên mặt nguyệt chỉ lam cũng nhạt dần mắt phượng có vẻ mừng rỡ nếu không phải còn có Vân võ bá quan ở đây có khi bà cũng sẽ thất thấu, không nhịn được mà sẽ kéo quân tiêu dao vào trong lòng nhi thần xin chào mẫu hậu quân tiêu dao nhàn nhạt, nhạt gật đầu sau đó quét mắt nhìn mọi người ở đây các ngươi muốn để muội muội ta đi tìm tô vũ kia sao quân tiêu giao thản nhiên hỏi mặc dù giọng nói của hắn bình thản nhưng cô áp lực mơ hồ kia khiến cho tất cả văn võ bá quan ở đây đều cảm thấy ngạt thở bọn họ cúi đầu trong lòng vô cùng chấn động mới có ba năm vị thiếu đế thần bí khó lường này đã mạnh tới mức này sao nhi tử của một thế giới run dế đã dạ các ngươi sợ đến vậy rồi cơ à lời của quân tiêu giao khiến các văn võ đại thần ở nơi này giật mình sau đó liên tục cười khổ. Chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có tư cách xen thế giới chi tử là con sâu cái kiến mà thôi. Cà ca, vân khê tựa bên người quân tiêu giao. Mỉm cười ngọt ngào, giống như chỉ cần có quân tiêu giao ở đây là nàng sẽ cực kỳ yên tâm. Cảm giác tấm ức hồi hộp lúc trước đã biến mất sạch sẽ. Thiêu đế điện hạ là lỗi của lão thần. Lão thần kia cảm nhận được một quân tiêu giao áo trắng được ánh sáng bao phủ giống như là chân tiên thì vội vàng quỳ xuống đất, nảy mặt hoảng hốt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chẳng hiểu tại sao thiếu đế trước mắt tuy cảnh giới không thể nào sánh được với nữ đế nguyệt chỉ lam nhưng uy thế vô hình lại có thể khiến hàng vạn sinh linh cúi đầu xương thần giống như hắn chính là vương giả bẩm sinh đây chính là uy thế của tiên thiên thánh thể đạo thai hay sao rất nhiều đại thần đều giật mình đồng thời cũng cảm thấy may mắn cũng may thánh thể đạo thai này là thiếu đế của huyền thiên thần triều bọn họ không cần phải lo lắng về thế giới chi tử đó mẫu hậu chuyện tiếp theo cứ giao cho nhi thần đi Quân tiêu giao cười nhạt, nói. Đối với một quân tiêu giao đã trải qua chiến tranh ách họa và biến động hắc ám thì ở trong mắt hắn. Cuộc tranh đấu giữa hai đại thần triều này chẳng có gì đáng nhắc đến. Nhưng nói cho cùng thì hắn vẫn là thiếu đế của huyền thiên thần triều, chuyện cần giúp thì vẫn phải giúp. Hơn nữa tính thời gian thì cộng hại, tô vũ này cũng đủ lớn rồi, có thể thu hoạch một đợt. Trưa 2122, lễ trưởng thành năm 18 tuổi của thiếu đế Vân Tiêu. Toàn bộ thế giới nam đầu đều đang chú ý tới động tĩnh của huyền thiên thần triều trong khoảng thời gian này huyền thiên thần triều bỗng tung ra một tin tức khiến người ta chấn động đó chính là thiếu đế vân tiêu của huyền thiên thần triều muốn tổ chức lễ trưởng thành năm 18 tuổi tin tức này khiến toàn bộ thế giới nam đầu đều chấn động phải biết là trong mấy năm gần đây mặc dù vị thế giới chi tử là tô vũ đã nổi tiếng khắp toàn bộ thế giới nam đầu nhưng vẫn không thể nào che giấu được vinh quang của quân tiêu giao dù sao trí tôn 15 tuổi cũng là một chuyện quá kinh khủng hơn nữa những biểu hiện kinh người của Quân Tiêu Dao khi ở khe hở không gian cũng khiến cả thế giới nam đầu chấn động. Thế nhưng Quân Tiêu Dao lại rất kín tiếng. Ngoại trừ lần đó, ba năm sau Quân Tiêu Dao lại bắt đầu bế quan. Không bước ra khỏi thần chiếu một bước, thế nên chỉ có rất ít người trong thế giới nam đầu được tận mắt chứng kiến sự yêu nghiệt của hắn. Tất cả mọi người đều cực kỳ tò mò, không biết rốt cuộc vị tiên thiên thánh thể đạo thai trong truyền thuyết này siêu phàm đến mức nào. Tức là Quân Tiêu Dao quá kín tiếng, đến yến tiệc năm 10 tuổi cũng không chịu tổ chức vậy nên khi huyền thiên thần chiếu tung tin quân tiêu giao muốn tổ chức lễ trưởng thành cả thế giới nam đầu như nổ tung đông huyền tinh vực nam nguyên tinh vực bắc minh tinh vực tây u tinh vực bốn thế lực bất hủ ở bốn phương đều xôn xao không ngờ vị huyền thiên thiếu đế kia lại muốn tổ chức lễ trưởng thành 18 tuổi nếu khi xưa thiếu đế mới lên 15 đã đạt đến trí tôn cảnh 3 năm trôi qua chỉ e là đã đạt đến trí tôn đại viên mãn nhỉ ta còn chưa được tận mắt nhìn thấy tiên thiên thánh thể đạo thai đâu lần này nhất định phải đến xem các thế lực bất hủ đều muốn đi đến tham gia lễ trưởng thành của Huyền Thiên Thiếu Đế. Đương nhiên người kích động nhất chính là các thiên tri kiêu nữ ở khắp nơi. Nghe nói Thiếu Đế điện hạ không chỉ có thể chất vô song, tức lực sư việt mà dung mạo cũng không phải dạng vừa, giống như chiếc tiên trên trời, nếu huynh ấy có thể để ý ta, dù có làm nha hoàn ta cũng bằng lòng. Có kiêu nữ nói với vẻ si mê. Nhãi danh. Ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa những nhân vật như thiếu đế đại nhân kia có thể nhìn một lần cũng đã là duyên phận tu luyện ba kiếp mới có rồi khi các thế lực ở khắp nơi còn đang chuẩn bị thì đã có người suy nghĩ đến khía cạnh sâu hơn nguyên tổ thần triều vừa tung tin tô vũ mến mộ vân khê thì huyền thiên thần triều đã tung tin muốn tổ chức lễ trưởng thành chẳng trách huyền thiên thần triều đúng là thông minh nếu như bọn họ để vân khê đi đến nguyên tổ thần triều tìm tô vũ thì có nghĩa là huyền thiên thần triều sẽ yêu thế hơn còn bây giờ huyền thiên thần triều tổ chức lễ trưởng thành có nghĩa là nếu tô vũ muốn gặp vân khê thì phải chủ động đi đến huyền thiên thần triều lần này vừa vứt phát được mặt mũi của huyền thiên thần triều vừa kéo dài thời gian đến lúc đó còn có thể đánh giá được thực lực của tô vũ một công bà việc không sai rốt cuộc là ai nghĩ ra cách này thế thật là diệu kỳ xem ra là huyền thiên nữ đế nghĩ ra cách đó rất nhiều lão cổ đồng trí cường giả nghĩ đến đây đều cảm thán trí tuệ và thủ đoạn của huyền thiên nữ đế nhưng bọn họ lại không biết đây chỉ là một cách nhỏ mà quân tiêu giao thuận miệng đưa ra mà thôi nếu như tô vũ thật lòng mến mộ vân khê vậy hắn ta sẽ chủ động đến đây dự tiệc mục đích của quân tiêu giao chỉ đơn giản là muốn xem cộng hẹn tô vũ này đã phát triển tới mức nào mà thôi chẳng mấy chốc đã đến thời gian diễn ra lễ trưởng thành khắc cả huyền thiên thần triều đều được răng đành kết hoa vô cùng nắng nhiệt các thế lực ở khắp nơi đều phái người đến đây chúc mừng tàu bay hiền lầu cổ thú phi hành kéo đến ngồi ngụt nít nhà lít nhít hợp lại thành dòng lũ có thể nói cảnh tượng này xưa nay chưa từng có làm gì có lễ trưởng thành của thiên kiêu nào lại náo nhiệt đến mức khiến cho tư phương đến chúc mừng chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới làm được như vậy trong một kỳ nguyên đừng nói là một thế giới nam đầu dù là cả toàn bộ giới hải cũng khó lắm mới có một người có thể chất này hơn nữa ngoại trừ việc muốn nhìn thấy vị tiên thiên thánh thể đạo thai trong truyền thuyết này một lần thì thế lực các nơi cũng muốn biết thêm một chuyện đó chính là giữa vị thánh thể đạo thai này và vị thế giới chi tử tô vũ kia người nào mới là người mạnh hơn chắc hẳn trong lễ trưởng thành này sẽ có trò hay để xem đây Thiên Uyên Tông dâng tặng năm gốc bất tử dược, Phù Vân Thánh Địa dâng tặng một quyền kinh cổ, Băng Tuyết Nữ Thần Điện dâng tặng một miếng băng tâm bàn lao ngọc. Khi tên của Băng Tuyết Nữ Thần Điện được sướng lên, tất cả mọi người ở đây đều yên lặng một thoáng. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt và mái tóc màu băng lam bước lên. Đó là một mỹ nhân như băng điêu ngọc khác, chính là Bạch Tuyết Vi của Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Bạch Tuyết Vi cảm nhận được vô số ánh mắt khác thường đổ dồn về phía mình, nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng về phía trước, chỉ có khóe môi thoáng hiện lên vẻ chua xót. Ba năm trước, sau khi quân tiêu giao xuất hiện ở khe nứt không gian bạch tuyết vi đã trở thành đối tượng bị toàn bộ người ở thế giới nam đầu cười chê ai cũng nói nàng làm quá tự tay cắt đứt tương lai tươi sáng của mình khi đó nếu như nàng không đồng ý từ hôn chắc hẳn huyền thiên thần triều cũng không cương quyết từ hôn nếu như thế bạch tuyết vi vẫn sẽ là vị hôn thê của thiếu đế tương lai sẽ cùng quân tiêu giao nổi danh khắp toàn bộ thế giới nam đầu hoặc thậm chí là cả giới hải đây là thân phận vị hôn thê mà không biết bao nhiêu thiên tri kiêu nữ cầu mà không được thế nhưng bạch tuyết vi lại tự tay cắt đứt những ánh mắt kia giống như kim châm đâm về phía bạch tuyết vi đúng lúc này không khí toàn trường bỗng chốc nóng lên một bóng người áo trắng dáng lâm xuống nơi này chính chủ đế rồi chương 2123, tô vũ của nguyên tổ thần chiều đến quân tiêu giao cao giáo như ngọc phong thái thanh tú nho nhã giống như một thiên nhân trích thần bên cạnh hắn là nữ đế nguyệt chỉ lam và vân khê cùng hộ tống hắn xuất hiện tham kiến nữ đế đại nhân tham khiến thiếu đế điện hạ tham kiến vân khê công chúa chúc mừng đại lễ trưởng thành của thiếu đế điện hạ ngày sau thiếu đế điện hạ chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ vang danh trong giới hải rất nhiều đại nhân vật đến từ các thế lực đều chắp tay chúc mừng vô vàn ánh mắt đến từ những hướng khác nhau đổ dồn về phía quân tiêu giao dù sao mục đích bọn họ đến đây dự tiệc là để xem thử vị thiếu đế giống như hồng trần trích tiên này rốt cuộc siêu việt đến mức nào sau khi quan sát vô số người thầm sợ hãi than phục ngay cả một số hỗn độ đạo tôn cũng lộ vẻ nghi ngờ bọn họ hoàn toàn không nhìn thấu được cảnh giới thực lực của quân tiêu dao trong mắt bọn họ quân tiêu dao giống như một miệng giếng sâu lại giống như một không gian vô cùng sâu thẳng bọn họ muốn dò xét nhưng lại hoàn toàn không tìm hiểu được gì những thứ không biết rõ mới là thứ làm người ta kính sợ nhất chẳng lẽ thiếu đế này đã đột phá đến trí tôn đại viên mãn rồi ư nhưng dù có là trí tôn đại viên mãn thì cũng phải dò ra được một ít khí tức chứ có lẽ là huyền thiên nữ đế đã cho hắn thứ có thể che giấu khí tức một vài cường giả của các thế lực giao lưu với nhau bằng thần niệm bọn họ đều nhất trí cho rằng nguyệt chỉ lam đã cho quân tiêu giao thư có thể che giấu khí tức nếu không thì bọn họ không thể nào không nhìn ra được những thánh nữ kiêu nữ kia thì lại không nghĩ nhiều như vậy lúc này đây trong mắt các nàng đều tỏa ra ánh sao và vẻ si mê lúc trước ta không tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bây giờ ta tin rồi một kiêu nữ tóc tím lộ vẻ si mê nàng đến từ một đại giáo một phương tảo đường duyên trầm điện. công tử khí phiên phiên một mỹ nhân đến từ một thánh địa khác cũng khẽ lẩm bẩm đôi mắt xinh đẹp hơi mông lung câu thơ hình dung một chàng trai dịu dàng như ngọc thiêu đế điện hạ chỉ nhìn một cái đã chui vào trong lòng của người ta rồi quân tiêu dao vừa xuất hiện đã khiến vô số cư nữ nơi này mộng mơ lúc quân tiêu dao 15 tuổi hắn từng xuất hiện tại khe nứt không gian một lần sau đó được đồn thổi vô cùng kỳ diệu một vài cô gái có tính tình kiêu ngạo không tin chuyện đó cho rằng lời đồn hơi khoa trương nhưng bây giờ khi nhìn thấy quân tiêu dao Tất cả các cô gái đều cho rằng lời đồn không đáng tin, ngươi thật còn có phong thái xuất chúng, siêu nhiên hơn lời đồn gấp vạn lần. Nhìn thấy vô số ánh mắt tô sùng, kính ngưỡng, hâm mộ, khiếp sợ, Quân Tiêu Dao vẫn không tỏ vẻ gì. Hắn đã quen với cảm giác được vạn người chú ý từ lâu rồi. Vân Khê đứng bên cạnh thì mỉm cười, đây là ca ca của nàng, khiến nàng cũng thấy tự hào lây. Ở trong đám người, có một bóng người xinh đẹp nở một nụ cười cay đắng và tự giễu, đó chính là Bạch Tuyết Vi đã ba năm rồi mới được nhìn thấy quân tiêu dao lần nữa ba năm sau phong thái của hắn càng thêm xuất chúng xưa trần thoát tục giống như một tiên nhân hoàn toàn không cùng một thế giới với nàng và điều khiến người ta cảm thấy mất mát nhất chính là bạch tuyết vi đã từng có cơ hội ở bên cạnh nhân vật tầm cỡ này đứng ở bên cạnh hắn thế nhưng cơ hội này lại bị bạch tuyết vi tự tay bóp nát nếu nói trong lòng nàng hoàn toàn không cảm thấy hối hận thì chính là tự lừa mình dối người khi bạch tuyết vi còn đang chìm trong cảm giác cay đắng quân tiêu dao cũng nhìn thấy nàng Bành mỉm cười vật đầu với nàng. Hắn vẫn luôn rất cảm kích thiếu nữ thông tình đạt lý này, nhưng ai có thể ngờ rằng, khi nhìn thấy nụ cười vô cùng dịu dàng của Quân Tiêu Giao Tấn Tú, trong lòng Bạch Tuyết Phi lại thấy hối hận vô ngần. Quân Tiêu Giao cho rằng nàng thông tình đạt lý, nhưng thật ra là nàng nhỏ tuổi vô chim mà thôi. Vốn dĩ nàng có thể chạm tới sự dịu dàng này, nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc rồi. Nàng và Quân Tiêu Giao chính là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có khả năng chạm vào nhau. Đa tạ mọi người đã đến tham dự lễ trưởng thành của ta. Quân Tiêu giao chấp tay, làm gì có thiếu đế điện hạ khách sáo quá. Đúng vậy, thiếu đế đại nhân, thân là tiên thiên thánh thể đạo thai kim cổ vô song của thế giới nam đầu ta, được đến đây dự tiệc là niềm vinh hạnh của bọn ta. Rất nhiều đại nhân vật, lão nhân của vô số thế lực đều mỉm cười chấp tay, không có ai lại muốn đắc tội với một tiên thiên thánh thể đạo thai. Nhất là khi lúc này bọn họ vẫn chưa nhìn ra tu vi cảnh giới của hắn, rốt cuộc hắn đã đến cảnh giới nào? Trong đám đông có một người đàn ông mặc trường bào màu đỏ lộng lẫy đang quan sát quân tiêu dao hắn ta chính là thiên kiêu tiếng tăm lẫy lừng của ly hòa thánh giáo mang dòng máu thái viên thần mạch hiếm thấy tên của hắn ta là viêm không tịnh thực lực của hắn ta vượt xa người thường trong lớp trẻ của thế giới nam đầu mai một vài vương giả trẻ tuổi ra thì hắn ta cũng thuộc dạng đứng đầu nhưng ngay cả hắn ta cũng không nhìn rõ được quân tiêu dao vì công từ áo trắng kia cứ như không cùng một thế giới với hắn ta rốt cuộc hắn đã tu luyện như thế nào dù có bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không thể yêu nghiệt như thế được. Nhưng không tịnh nghĩ thầm trong bụng. Khi mọi người ở đây còn đang sợ hãi thán phục sự sư phàm của tiên thiên thánh thể đạo thai thì trên không trung bỗng có một chiến thiền. Vượt qua vũ trụ, cờ bay pháp phới, trên lá cờ có in một chữ nguyên. Đó chính là đội ngũ nguyên tổ thần triều. Quả nhiên nguyên tổ thần triều đã đến rồi, phía trên bong tàu có một chàng trai mày kiếm mắt sáng, vóc người cao giáo, mặt mũi tuần tú. Bên hông hắn ta có đeo một miếng mọc sao trời sán lại, khi chất tỏa ra từ hắn cứ như dung hòa với thiên địa, vô cùng hài hòa. Chàng trai mỉm cười ung dung, thản nhiên nói: "Miên tổ thần triều Tô Vũ đến đây chúc mừng lễ trưởng thành của Vân Tiêu thiếu đế. Bây giờ sẽ dâng lễ vật lên, không ngờ chàng trai này lại chính là Tô Vũ." Hắn ta đưa tay lên, một cái chuông trơn bóng như ngọc xuất hiện. Tô Vũ rót sức mạnh của mình vào đó, sau đó đột nhiên nó lao thẳng đến chỗ của quân tiêu giao. Chiêu này khiến vô số thiên kiêu ở đây đều giật mình. Kể cả Bạch Tuyết Vi, hiên không tịnh cũng phải cục mắt khi nhìn thấy chiêu này. Bọn họ không đỡ nổi cái chuông này. Chiêu 2124, cầu hôn vân khê. Quân tiêu giao nhìn cái chuông ngọc đang lao thẳng về phía mình. Bên trong nó chứa đựng sức mạnh khiến người ta phải biến sắc. Thế nhưng vẻ mặt hắn lại hoàn toàn không thay đổi chút nào. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một tiếng cang, vang lên. Cái chuông ngọc kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Thậm chí sức mạnh bên trong nó còn chưa kịp nổ tung đã lặng lặng biến mất. Tô Vũ nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ khác lạ. Hắn ta vừa xuất hiện đã ra tay, muốn thăm dò thử xem vị tiên thiên thánh thể đạo thai nổi tiếng khắp thế giới nam đầu này tài năng đến cỡ nào. Phải biết là cái chuông mọc này hoàn toàn không hề đơn giản. Bên trong nó cất chứa một luồng sức mạnh bản nguyên của thế giới nam đầu. Và nơi mà sức mạnh bản nguyên này phát ra chính là miếng ngọc bội đeo bên hông hắn ta. Mãi đến sau này Tô Vũ mới biết được bên trong miếng ngọc bội này cất chứa một phần sức mạnh bản nguyên của thế giới nam đầu, mà hắn ta thì có thể sử dụng nguồn sức mạnh này một cách hoàn hảo nói cách khác. Dù những người khác có lấy được miếng ngọc bội kia thì cũng rất khó luyện hóa sử dụng nó. Trên cơ bản, lô sức mạnh bản nguyên đó không có thiên kiêu nào ở đây có thể tùy tiện đỡ được. Ngay cả những thiên kiêu cấp bậc như bạch tích vi hay viêm không tịnh cũng phải dốc hết sức mới vàm được. Thế mà quân tiêu giao lại trực tiếp cầm nó trong tay. Hoàn toàn không có tí cảm giác gì. Lúc này đây, trong lòng tô vũ thầm trở nên cảnh giác. Thân là thế giới chi tử, ngươi được trời chọn của thế giới nam đầu. Tô Vũ hoàn toàn không phải là một kẻ lỗ mãng. Hắn ta từng đi lên từ người bình thường, cho nên hiểu rất rõ đạo lý sư tử muốn bắt thỏ cũng phải dốc hết sức, chưa huống chi là một vị tiên thiên thánh thể đạo thai xưa nay chưa từng có. Mặc dù trong lòng Tô Vũ đã cảnh giác nhưng hắn ta vẫn thong dong và kiêu ngạo, bởi vì hắn ta là người được trời chọn của thế giới nam đầu. Có thể nói hắn ta giống như một vị vương ở trong thế giới nam đầu, huống chi hắn ta còn có thể sử dụng sức mạnh bản nguyên của thế giới nam đầu, thậm chí là điều động một phần sức mạnh thiên địa của thế giới này. Đây chính là con át chủ bài lớn nhất của hắn ta, là đại sát chiêu có thể giết chết người có cảnh giới cao hơn mình. Vì vậy, dù phải đối mặt với một tiên thiên thánh thể đạo thai sâu không ngừng được như quân tiêu giao thì Tô Vũ cũng không sợ hãi chút nào. Sau lần thăm dò này, mọi người ở đây đều phải thầm than thở. Đây là màn đọ sức khai vị của thế giới chi tử và thánh thể đạo thai ư. Ngươi tổ thần chiều các ngươi muốn làm cái gì, trong đôi mắt phượng của ngươi chỉ làm hiện nét lạnh như băng. Tô Vũ tặng một cái chuông ngọc trong buổi lễ trưởng thành của quân tiêu giao, chẳng phải là đang ám chỉ tống trung hay sao đây chính là một sự khiêu khích tống trung chăm sóc cho người thân trước lúc lâm trung tô vũ ngươi có ý gì trên gương mặt thanh tú của vân khê cũng hiện vẻ rét lạnh tô vũ đang khiêu khích ca ca của nàng à vân khê cuối cùng cũng được nhìn thấy nàng rồi khi thấy cô gái mặc váy xanh xinh đẹp động lòng người kia ánh mắt tô vũ khẽ run lên trong mắt ánh lên sự nhung nhớ hắn ta cố gắng tu luyện như vậy là vì điều gì Mọi trừ để trở thành thế giới chi chủ tương lai của thế giới nam đầu ra thì vẫn còn một nguyên nhân rất quan trọng khác đó chính là hắn ta muốn đường đường chính chính đứng trước mặt vân khê nói cho nàng biết là hắn ta xứng với nàng cho dù là con sâu cái kiến ở trong bụi cỏ cũng sẽ có một ngày có thể đăng vân cửu thiên hoa thân thành rồng mà bây giờ hắn ta đã làm được rồi tô vũ ngươi tặng lễ vật này cho ca ca ta là có ý gì vân khê hoàn toàn không nhìn thấy sự mến mộ yêu thương trong mắt tô vũ nàng chỉ muốn đòi một lời giải thích cho ca ca của mình Tô Vũ chỉ cười khẽ rồi nói: "Vân Khê, đây là Cửu Tiêu Bích Lạc Chung, là một món bảo vật hiếm thấy, lễ vật này chưa đủ nặng à?" Tô Vũ hoàn toàn không có tí hảo cảm nào với Quân Tiêu giao. Hắn ta đi lên từ một người bình thường, còn Quân Tiêu giao là tiên thiên thánh thể đạo thai trời sinh. Hắn ta không cha không mẹ, còn Quân Tiêu giao lại có một người mẹ là nữ đế quyền khuyên thiên hạ. Ngày xưa, hắn ta là một người cực kỳ bình thường, còn Quân Tiêu giao vừa mới sinh ra đã khiến toàn bộ thế giới nam đầu chấn động có thể nói là Tô Vũ ghét nhất kiểu người có thiên mệnh cao quý giống như Quân Tiêu Dao. Nguyện vọng của Tô Vũ từ xưa đến nay chính là tạo ra một thế giới hoàn mỹ, không phân biệt thân phận địa vị, không tồn tại sự bất công. Quân Tiêu Dao lại phá vỡ nguyện vọng của hắn ta, giống như là một quý tộc trời sinh, nhất định sẽ đứng trên chúng sinh. Bởi vậy Tô Vũ luôn bài xích Quân Tiêu giao cả từ tâm lý đến sinh lý. Thế nhưng hắn lại là ca ca của Vân Khê, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sau này sẽ trở thành anh vợ tương lai của mình. Kế nên bây giờ tô vũ vẫn chưa trở mặt hoàn toàn để tránh bị vân khê rét bỏ nhưng tô vũ không biết trong lòng vân khê quân tiêu giao có địa vị quan trọng cỡ nào chuyện này đã chạm đến vảy ngực của vân khê bởi thế nàng rất phản cảm và chán ghét tô vũ có điều trong lòng quân tiêu giao lại chẳng có cảm giác gì trong mắt hắn hành vi của tô vũ giống như con nít đánh nhau vì thể diện vô cùng trẻ con quân tiêu giao tùy ý khép tay lại cửu tiên bích lạc trung kia hóa thành bụi phấn rồi bay mất ngươi chính là tô vũ thấy quân tiêu dao vẫn tỏ ra thản nhiên hoàn toàn không để ý mọi người ở đây đều âm trầm gật đầu so với một quân tiêu dao không quan tâm hơn thua bình tĩnh thản nhiên thì hành vi thăm dò của tô vũ giống như trò chơi trẻ con ấu chi tầm thường không hổ là tiên thiên thánh thể đạo thai xưa nay chưa từng có tầm mắt và bản lĩnh của thiếu đế hơn hẳn tô vũ kia tất nhiên rồi thiếu đế người ta có thể bế quan 15 năm mặc kệ những lời đồn thổi không hay ở bên ngoài tâm tính này có mấy ai có được chỉ sợ ngay cả Tô Vũ cũng không ngờ hành động tham dò của bản thân lại khiến mình trở nên tầm thường, còn thái độ lạnh nhạt thản nhiên của Quân Tiêu giao lại được rất nhiều người tán thưởng. Từ khi vừa chạm mặt nhau, Tô Vũ đã rơi xuống thế hạ phong. Điều này khiến hắn ta cảm thấy hơi khó chịu, nhưng dù sao hắn ta cũng là thế giới chi tử. Tâm tính hơn hẳn người bình thường, hắn ta bình ổn lại tâm trạng rồi nói: "Không sai, ta chính là Tô Vũ. Nghe nói thiếu đế là tiên thiên thánh thể đạo thai, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên bất phàm." chẳng trách vân khê lại ỉ lại vào huynh như thế dù có thế nào hắn ta cũng không thể thua quân tiêu dao ở mặt khí thế được chương hai nghìn một trăm hai mươi muốn cưới muội muội ta cũng không phải là không thể hôm nay ngươi đến đây là để gặp mặt ta sao quân tiêu dao điềm nhiên hỏi tất nhiên là không phải rồi tô vũ nói xong thì đưa mắt nhìn sang vân khê đang đứng bên cạnh trong mắt chứa đựng tình cảm nóng bỏng hôm nay ta đến đây là để cầu hôn vân khê câu nói này khiến toàn trường yên lặng như tờ sau đó vô số tiếng nghị luận ồn ào vang lên mặc dù mọi người ở đây đều biết tình cảm mà tô vũ dành cho vân khê nhưng lại không ngờ hắn ta thẳng thắn như thế trực tiếp tới nhà cầu hôn luôn mọi người lại nghĩ đến một khía cạnh sâu hơn tô vũ cầu hôn vân khê nếu như vân khê đồng ý vậy có phải là huyền thiên thần triều đã thần phục nguyên tổ thần triều không dù sao chuyện cưới xin của công chúa từ xưa đến nay chỉ là một cách để cầu hòa nghe hắn ta nói như vậy bàn tay trắng nõn của vân khê khuất trong ống tay háo bỗng siết chặt lại trên gương mặt xinh đẹp lại không tỏ vẻ gì bây giờ nàng cảm thấy hơn hối lận vì lúc trước đã giết chết đại bàng tăng yêu kia rồi gặp gỡ tô vũ nếu nàng không gặp tô vũ chắc có lẽ tất cả những phiền phức này đều không xảy ra cũng sẽ không gây rắc rối cho quân tiêu giao và huyền thiên thần triều trong lúc vân khê đao tự trách bản thân tô vũ lại nói tiếp vân khê đúng là lúc trước ta không có tư cách nói ra những lời này thậm chí là không có tư cách đứng trước mặt nàng thế nhưng bây giờ ta đã khác khi xưa ta xứng với nàng có tư cách đứng bên cạnh bảo vệ nàng chỉ cần nàng bằng lòng ngay cả ân oán giữa huyền thiên thần triều và nguyên tổ thần triều cũng có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện chậm rãi hóa giải trong lòng tô vũ không thể nào quên được thiếu nữ thiên sứ này hắn ta không thể nào quên khi tu luyện ở linh vân lịch tinh tú hắn đã bị hạng liệt đánh bị thương rồi vân khê tặng cho hắn ta một viên thánh đan cảnh tượng khi ấy hắn ta không tài nào quên được cái nhưng lúc này vân khê chỉ cảm thấy phản cảm và chán vét tô vũ vì theo đuổi nàng tô vũ đã gây ra không ít phiền phức cho huyền thiên thần triều bây giờ hắn ta còn dám khiêu khích ca ca của nàng đây là chuyện mà vân khê không thể nào chấp nhận được đúng lúc này có một tiếng gào vang lên tô vũ con dẹp ti tiện nhà ngươi có tư cách vì mà cầu hôn vân khê công chúa chứ người lên tiếng chính là hạng liệt tô vũ cao mày lại lâu lắm rồi hắn ta không nghe thấy cách gọi con dẹp này ông tô vũ điểm một chỉ vô cùng đơn giản ngay đó ngươi giữa cửa ta hôm nay ta trả lại ngươi gấp bội một chỉ này quá đột ngột khiến hạng liệt giật cả mình lã không thể đỡ được một chỉ này thậm chí còn có nguy cơ mất mạng. Như đúng lúc này, ông tay hào quân tiêu dao khẽ vứt lên. Một chỉ kia đã bị ngăn lại. Tổ vũ, ngươi nóng giận như thế làm gì, muốn cưới muội muội ta cũng không phải là không thể. Quân tiêu dao vẫn tỏ ra điềm đạm, nhưng sâu trong mắt lại hiện vẻ khinh miệt bỡn cợt. Quân tiêu dao vừa nói xong đã làm toàn trường đều im ắng đi. Bọn họ không nghĩ tới quân tiêu dao lại, nói ra lời nói. Theo lý thuyết, hiện tại tô vũ thân là thiên kiêu của nguyên tổ thần triều, hắn ta cầu hôn vân khê thì không phải chuyện đơn giản sau lưng liên quan đến ván cờ giữa nguyên tổ thần triều và huyền thiên thần triều nhưng quân tiêu giao lại tất nhiên mà nói tô vũ muốn cưới vân khê cũng không phải không thể điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người hừ đánh mắt nữ đến người chỉ lam cũng hiện lên một tia dị sắc bà không rõ vì sao quân tiêu giao lại nói như vậy nhưng bà không có tỏ thái độ gì người chỉ lam biết quân tiêu giao có tính toán của mình hắn sẽ không đẩy muội muội mình vào hố lửa nhưng Vân Khê nghe thấy lời này thì trái tim run lên. Không phải nàng không biết Quân Tiêu Giao có tính toán của mình, nhưng nghe thấy câu này thì trong lòng xuất hiện một tia run rẩy. Món tay mảnh khảnh của nàng xoắn lại với nhau, khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia khẩn trương hiếm thấy. Nàng đang suy tư trong lòng, nếu Quân Tiêu Giao thật sự muốn nàng giả cho Tô Vũ thì nàng có giả không? Vân Khê tự hỏi một chút, sau đó đưa ra một kết luận không có gì bất ngờ. Nếu Quân Tiêu Giao thật sự đồng ý Tô Vũ cầu hôn thì dù trái với lương tâm, nàng cũng sẽ giả đi bởi vì đó là yêu cầu của ca ca nàng quân tiêu giao nếu quân tiêu giao muốn nàng giả thì nàng nhất định sẽ giả tuy rằng trong lòng có chút khổ sở mà tô vũ nghe thấy lời nói của quân tiêu giao thì trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc quân tiêu giao thật sự làm hắn ta nắng chắc được rốt cuộc trong hồ lô của ngươi đang bán thuốc gì tô vũ thầm nghĩ trong lòng nhưng nếu quân tiêu giao thật sự có ý này thì hắn sẽ có chút đổi mới với quân tiêu giao như thế nào ngươi không tin giọng điệu của quân tiêu giao mang một tia nghìn ngưỡng lời này nói ra từ miệng ngươi thật sự làm người ta hơi hoài nghi tô vũ nói ta quân tiêu dao lắc đầu cười nói vân khê là muội muội ta thân là ca ca tất nhiên ta cũng phải suy nghĩ cho chuyện trung thân đại sự của nó đầu tiên ngươi thật sự thích muội muội ta đúng không quân tiêu dao nói đó là tất nhiên tình nghĩa của ta dành cho vân khê có thiên địa chứng giám tô vũ thầy thốt ta vậy được nếu ngươi đã thật lòng thích muội muội ta mà ngươi lại là thế giới chi tử của thế giới nam đầu, cũng rất xứng với muội muội ta." Quân Tiêu giao hơi mỉm cười, thái độ của Quân Tiêu giao làm toàn trường đều hơi nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh. Chẳng lẽ Dù Đế thật sự chịu thua khi đối mặt với thế giới chi tử, muốn đưa muội muội của mình ra? Nhưng ngẫm lại cũng phải, đây chính là thế giới chi tử. Nếu là muội phu của mình thì hẳn sẽ có thêm rất nhiều khí vận, đúng vậy, bản thân hắn là thánh thể đạo thai, hơn nữa có khí vận của thế giới chi tử thêm vào thanh tựu ngày sau của thiếu đế sẽ không bị hạn chế. Thì ra là thế, thiếu đế lại tính toán như vậy, nhưng không thể không nói chiêu này là có lợi nhất đối với thiếu đế. Chiêu 2126, sắp xếp cạng bấy. Đón một chiêu của ta thì có tư cách nguyên cưới, cần bỏ chút tiền đặt cược. Rất nhiều người đều đã suy nghĩ cẩn thận, bọn họ cho rằng nguyên nhân quân tiêu giao muốn Tô Vũ làm mũi phu của mình là do muốn mượn dùng khí vận tràn trề của Tô Vũ cộng, thiên thiên phú thánh thể đạo thai yêu nghiệt của mình. Vậy phi thăng không phải chỉ là chuyện trong một giây thôi sao? mà vân khê đứng bên cạnh lại cắn chặt môi anh đào trong lòng thật khẩn trương thì ra hắn là đánh cái này chú ý tô vũ cũng cho rằng mình đã nhìn thấu suy nghĩ của quân tiêu dao hắn ta cho rằng quân tiêu dao muốn mượn khí vận thế giới tri tử của mình để nâng cao một bước đương nhiên nếu vân khê thật sự giả cho hắn thì quân tiêu dao chính là đại cữu tử tuy rằng hắn thực chán rét phản cảm quân tiêu dao nhưng nếu đã là đại cữu tử thì muốn làm kẻ địch cũng không có khả năng cho nên vẻ mặt tô vũ cũng tạm thời dịu lại nếu thiếu đế đồng ý thì tất nhiên không thể tốt hơn. Chuyện này xem như đã quyết định rồi đúng không? Quân tiêu giao vẫn mỉm cười, nhưng ngoài dự đoán là hắn chỉ lạnh nhạt lắc lắc đầu. Ngươi đang chơi ta. Sắc mặt tô vũ trầm xuống. Trên khuôn mặt vân khê lại tỏa ra một tia sáng dọa lần nữa. Đáy mắt quân tiêu giao hiện lên một tia trào phúng nhạt nhạt. Theo lý thuyết, đổi lại là kẻ nào đứng ở vị trí của hắn cũng ước gì tô vũ trở thành mũi phu của mình. Đó chính là thế giới tri tử, tương lai có tiền đồ vô lượng. Nhưng đáng tiếc, tầm nhìn của quân tiêu giao như thế nào thân phận ra sao đừng nói là thế giới chi tử tô vũ này cho dù chính là một thế giới chi chủ chân chính đứng trước mặt thì quân tiêu giao cũng không chớp mắt lấy một cái cho nên loại thế giới chi tử như tô vũ chẳng là gì trong mắt quân tiêu giao cả nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thu hoạch giao hệ chơi ngươi thì không đến mức chỉ là muội muội ta cũng không dễ cưới như vậy không trải qua khảo nghiệm không bỏ ra chút thành ý sao được quân tiêu giao nói cho nên ngươi muốn như thế nào tô vũ nhíu nhíu mày Quân Tiêu Giao cười nhạt và nói: rất đơn giản, chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ thôi, một chiêu. Chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta thì ngươi có tư cách nghênh thú muội muội ta. Quân Tiêu Giao vừa dứt lời thì toàn trường đều lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Bọn họ không nghe lầm đó chứ? Quân Tiêu Giao lại nói: Tô Vũ có thể tiếp được một chiêu của hắn thì coi như thông qua. Nhưng làm vậy không khỏi quá mệt thị. Thiêu Phú thực lực của Quân Tiêu Giao thì không cần bàn đến, đã được công nhận là rất mạnh. Nhưng Tô Vũ cũng không phải tốt mã rẻ cùi. Mấy năm gần đây, hắn cường thế quật khởi, thậm chí còn chấn áp một vị vương giả phong ấn của đại trẻ tuổi. Nhân vật như vậy không nói có thể đánh bại quân tiêu giao. Nhưng tiếp một chiêu của hắn cũng dư giả. Có phải thiếu đế quá tự tin hay không? Không sai, thiếu đế rất mạnh, nhưng Tô Vũ là thế giới tri tử, cũng không đến mức không tiếp được một chiêu. Đúng vậy, nếu bảo Tô Vũ đánh bại thiếu đế thì có lẽ thực khó khăn, nhưng khảo nghiệm một chiêu thật sự không tính là gì, có lẽ thiếu đế cố ý muốn tìm cái cớ dù sao kết quả chính là tô vũ trở thành mũi phu của mình rất nhiều thế lực ở đây đều bắt đầu giao lưu thần niệm mà vân Khê nghe đến đó thì cảm thấy sắp bật khóc mấy năm gần đây thanh danh của tô vũ tăng vọt trở nên vang dội người giang suốt đều biết tô vũ mạnh đến mức nào vân khê thực sùng bái ca ca của mình cũng biết thực lực của ca ca nhà mình vô song nhưng tô vũ là thế giới chi tử dù tệ hại đến mấy cũng không đến mức không tiếp được một chiêu vân khê nhịn không được miên man suy nghĩ chẳng lẽ quân tiêu giao chắn ghét ngươi muội muội này là nàng sao muốn mau mau giả chồng cho làng hay là ngày thường mình quấy giày hắn tu luyện vân khe hơi cúi đầu không riêng một tiếng nàng chỉ muốn ở lại bên cạnh ca ca ngươi đang miệt thị ta ánh mắt tô vũ trở nên âm trầm quân tiêu giang lại nói có thể tiếp được một chiêu của hắn là coi như thành công vậy không phải miệt thị thì là cái gì tô vũ chán nét nhất chính là cảm giác quân tiêu giao cao cao tại thượng nhìn xuống làm hắn ta cứ như rất hèn mọn không dám sao quân tiêu giao nói Tô Vũ này phụng bồi đến cùng, Tô Vũ lãnh đảm nói. Nếu bảo hắn ta đánh bại quân tiêu giao thì Tô Vũ thật sự phải cân nhắc một chút, cho dù hắn là thế giới chi tử, nhưng cũng không nắm chắc khi đối mặt với một tiên thiên thánh thể đạo thai thần bí khó lường. Nhưng nếu chỉ tiếp một chiêu của quân tiêu giao thì Tô Vũ có tự tin tuyệt đối. Đừng quên hắn có thể điều động sức mạnh can nguyên thế giới. Thậm chí vào thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể điều động sức mạnh thiên địa thế giới nan đầu. Đừng nói quân tiêu giao là trí tôn, cho dù hắn là thiên tôn thì tô vũ mượn át chủ bài cũng có thể chặn lại quân tiêu dao cười nhạt gật gật đầu con cá rốt cuộc cũng cắn câu rồi khảo nghiệm này cũng nên có chút tiền đặt cược, vì cơ hội cho không thì không được quý trọng cho nên hường dùng ngọc bội bên hông ngươi làm tiền đặt cự đi quân tiêu dao lộ ra một nụ cười người quen thuộc với quân tiêu dao đều biết nụ cười này có nghĩa là gì trái tim tô vũ đột nhiên trầm xuống tô vũ thật sự không nghĩ tới quân tiêu dao muốn lấy ngọc bội của hắn ta làm tiền đặt cược trong nháy mắt thậm chí tô vũ còn cho rằng quân tiêu dao đã nhìn thấu sự ảo diệu của ngọc bội bằng không sao lại đưa ra yêu cầu này nhưng vẻ mặt của quân tiêu dao lại không có biến hóa gì giống như hết sức tự nhiên thuận miệng mà đưa ra một điều kiện trong lòng tô vũ xuất hiện một tia nghi kỵ chẳng lẽ chỉ là trùng hợp nhìn thấy tô vũ trần chờ quân tiêu dao nhàn nhạt nói thế nào không bỏ được nếu cả một khối ngọc bội mà không nỡ giao ra làm tiền đặt cược thì làm sao ta tin được ngươi thật lòng thật dạ với vân khê chứ Lời nói của quân tiêu giao vô cùng khéo léo, làm người ta không còn đường để cãi lại. Trước 2127, tức hẹn một chiêu, cảnh giới khiếp sợ toàn trường, ý chí của ta. Thiết không thể trái. Ánh mắt Tô Vũ liên tục thay đổi. Đáy mắt quân tiêu giao lộ ra ý cười lạnh, chơi âm mưu với hắn A, còn quá non. Quân tiêu giao đã từng thu hoạch quá nhiều khí vận chi tử, cho nên thủ đoạn đã rất thuần thục. Hắn lại nói, hay là ngươi không có tin tưởng có thể tiếp được một chiêu của ta, có thể nói những lời này là phép khích tướng quá rõ ràng nhưng ánh mắt tô vũ lại lập tức đanh lại khí vận chi tử đều có một điểm tương đồng đó chính là lòng tự trọng rất cao không cho phép người khác bôi nhọ mình tuy rằng những lời của quân tiêu giao không có một câu sỉ nhục nhưng đâu đâu cũng là sỉ nhục lấy tinh tình của tô vũ thì tuyệt đối không thể chịu đựng được có gì không thể chỉ là ngươi đừng hối hận tô vũ lãnh đạm nói vậy được quân tiêu giao nhàn nhạt gật đầu hắn cũng không dừng ra rắc rối gì mà trực tiếp tung một trưởng đàng áp về hướng tô vũ nhưng chỉ một trưởng này thôi đã làm sắc mặt tô vũ chợt biến đổi trong hư không vô số những pháp tắc đan chéo hóa thành một bàn tay kim sắc che trời thậm chí có thể thấy được rõ cả trưởng văn tựa như ngũ chỉ sơn dáng về hướng tô vũ một trưởng này làm đông đảo tu sĩ toàn trường lập tức biến sắc hít ngược một hơi khí lạnh khí tức này vô thượng huyền tôn chi cảnh mọi người mở to hai mắt nhìn tim và mật cùng run lên da đầu tê dại ba năm qua đi bọn họ còn đang suy đoán có phải tu vi cảnh giới của quân tiêu giao đã từ trí tôn bước lên trí tôn đại viên mãn hay không kết quả hiện tại bỗng toát ra một luồng khí tức vô thượng huyền tôn đây rốt cuộc là cái quỷ gì là bọn họ xuất hiện ảo giác tập thể sao hay là thế giới này không bình thường huyền tôn 18 tuổi con mẹ nó là muốn hù chết người đúng không những người này đều lộ ra ánh mắt chấn động phải biết rằng cho dù là trước kia quân tiêu giao cũng tu luyện đến 18 tuổi mới thành tựu thánh nhân khi đó đã đổi mới kỷ lục thánh nhân trẻ tuổi nhất. Mà hiện tại, vô thượng huyền tôn 18 tuổi, chuyện này quá điên cuồng, căn bản không phù hợp với quy luật phát triển khách quan. Khi mọi người ở đây đều cảm thấy trong đầu trống rỗng, ngày mặt ngơ ngác. Tiêu nhi hắn, Ngược nữ đế người Chỉ Lam cũng phọc phòng liên tục. Nói thật, nếu không phải quân tiêu giao đích thân ra tay. Lộ ra khi tức cảnh giới thì những người này, cho dù là mẫu thân hắn cũng mơ tử tra xét ra thực lực của hắn. Cảnh giới của ca ca. La huyền tôn, Vân Khê cũng há cái miệng anh đào nhỏ ra, như rơi vào trong mộng. Ban đầu khi Quân Tiêu Dao đưa ra ước hẹn một chiều, nàng con tưởng rằng Quân Tiêu Dao ghét bỏ người muội muội này. Hiện tại xem ra là vì Quân Tiêu Dao có tự tin tuyệt đối có thể dùng một chiêu trấn áp Tô Vũ. Cà ca. Vân Khê thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ lộ ra một ý cười hiểu ý. Cà ca nàng ta vẫn đang che chở cho nàng. Không, sao có thể? Rốt cuộc ngươi là ai? Khi cảm giác được sức mạnh kinh khủng kia, Vẻ mặt tự tin của Tô Vũ lập tức thay đổi, lộ ra một tia không thể tin nổi. Hắn ta quả thực muốn điên rồi. Vô Thượng Huyền Tôn 18 tuổi, rốt cuộc hắn ta là thế giới chi tử hay quân tiêu giao là thế giới chi tử? Sao cảm thấy hắn ta mới là đồ giá, là bản lộng? Giữa khắc này, Tô Vũ Lâm vào hoài nghi sâu sắc, nhưng hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Tô Vũ thét dài một tiếng, gần như vận dụng tất cả sức mạnh của mình, thậm chí hắn ta còn kích phát sức mạnh căn nguyên của thế giới nam đầu mà sức mạnh căn nguyên này lại có quyền năng câu thông thiên địa. Trong nhất thời, cả thiên địa đều biến sắc, mưa gió sắp đến. Cứ như Quân Tiêu Dao dùng một tay trấn áp Tô Vũ là khiêu khích toàn bộ thế giới nam đầu. Ầm ầm ầm. Vòng trời chấn động, lôi đỉnh lộng lẫy hóa thành lôi long. Giáng thẳng pháp tác thủ ấn kim sắc về hướng Quân Tiêu giao. Vân Tiêu ngay cả ông trời cũng đứng về phía ta, Tô Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Đó không chỉ là sức mạnh của hắn ta, mà cả sức mạnh thiên địa thế giới nam đầu cũng dung nhập vào trong đó khóe miệng quân tiêu giao nhếch lên một nụ cười lạnh ý chí của ta trời cũng không thể trái quân tiêu dao bước ra một bước cũng dẫn dắt sức mạnh căn nguyên nội vũ trụ của mình tuy rằng nội vũ trụ của hắn vẫn là cấp bậc thế giới tiểu thiên nhưng đây là căn nguyên chi đạo thuộc về quân tiêu giao mà không phải của thế giới nam đầu cho nên sức mạnh thiên địa của thế giới nam đầu căn bản không thể áp chế hắn không thể cản trở hắn ầm 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 phao tắc đại thủ kim sắc kia lại càng lộng lẫy hoa văn thần hoa vô tận đang chảy xuôi kim quang lộng lẫy quân tiêu dao đã lĩnh ngộ hai tràng pháp tắc giờ phút này giơ tay nhất chân đã song hành với pháp tắc phanh pháp tắc đại thủ kim sắc giáng xuống cường thế vô biên không thể ngăn cản phục tô vũ bị đánh trúng lập tức hộc ra một ngụm máu tươi trộn lẫn với nội tạng khí quan rách nát cốt cách toàn thân hắn ta như bị trục nát xương cốt nứt này thậm chí có vụn xương màu trắng trực tiếp đâm thủng làn da lộ ra bên ngoài tô vũ giống như bị ngũ chỉ sơn đè xuống nã mạnh xuống mặt đất tuy tung của nguyên tổ thần chiếu lộ ra vẻ mặt kinh hãi muốn ra tay lại bị nguyệt chỉ lam hừ lạnh một tiếng trấn áp chỉ là một khảo nghiệm mà thôi cũng không phải quyết đấu sinh tử các ngươi khẩn trương cái gì nguyệt chỉ lam lạnh nhạt nói đồng thời trong đôi mắt phượng của bà cũng lộ ra một tia vui sướng không hổ là con trai của nàng cùng người kia tức lực thủ đoạn này làm cả người làm nương như bà cũng không thể ngờ được trong một mảnh tĩnh mịch tô vũ ngã xuống một cái hố sâu toàn thân mềm nhũn thành bùn không biết đã nát bao nhiêu khúc xương nhưng thân thể đau đớn là điều tiếp theo, chủ yếu là sỉ nhục ở phương diện tinh thần. Đây là lễ thành nhân của quân tiêu giao. Toàn bộ thế giới nam đầu, đa số các thế lực đều tới. Kết quả ngay trước mặt mọi người, Tô Vũ lại thua thê thảm như thế, không thể tiếp được cả một chiêu của quân tiêu giao. Con mẹ nó quả thực chính là mất mặt đến dạ người, mất mặt về đến nhà. Quân tiêu giao giơ tay. Ngọc bội kia đã bay lên rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau khi đánh giá khối ngọc bội trong tay, lúc này quân tiêu giao mới lãnh đạm nói cho ngươi cơ hội mà ngươi lại không có năng lực nắm chắc. Cả một chiêu của ta mà cũng không tiếp được, yếu như thế mà muốn cưới muội muội ta. Xem ra ngươi thật sự quá tự tin về bản thân rồi. Chiêu 2128, Tô Vũ Hắc Hóa. Dư luận chuyển hướng. Giọng điệu của quân tiêu giao hết sức khinh miệt. Ban đầu hắn cho rằng thiên mệnh chi tử của thế giới nam đầu có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ, Nhưng, cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng quân tiêu giao biết theo lý thuyết thế giới chi tử của một thế giới đại thiên không có khả năng yếu như vậy hắn nhìn về phía ngọc bội trong tay mình trong đó thật sự lưu chuyển từng đợt từng đợt sức mạnh căn nguyên của thế giới nam đầu nhưng hình như cũng không nhiều nói cách khác tô vũ này còn chưa hoàn toàn có được căn nguyên thế giới nam đầu khó trách yếu như vậy thì ra là ta thu hoạch hy sớm quân tiêu giao thầm nghĩ trong lòng nhưng hắn hoàn toàn không để ý chỉ cần tô vũ vẫn là thế giới chi tử thì cuối cùng căn nguyên của thế giới nam đầu nhất định sẽ xuất hiện đến lúc đó quân tiêu giao trực tiếp hái đào sau lưng ảo là được cận tiện còn mau lại mà trên gương mặt của vân khê đứng bên cạnh sớm đã lộ ra ý cười xinh đẹp nhìn thấy quân tiêu dao nói với vẻ mặt giọng điệu đó trong lòng vân khê thật ngon ngào nàng biết ca ca nhà mình luôn mang dáng vẻ vân đạm phong khinh giống như không có chuyện gì có thể làm tâm cảnh của hắn nổi lên một tia gợn sóng nhưng hiện tại vân khê có thể cảm giác được tâm cảnh của quân tiêu dao xuất hiện một tia dao động nhà nhạt, nhạt đó là vì nàng điều này chứng minh nàng vẫn có vị trí trong lòng quân tiêu dao nghĩ tới điểm này vân khê đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong lòng ngọt ngào còn tô vũ bị thương nặng vô cùng chật vật kia thì vân khê còn không thèm nhìn lấy một cái ồ cục trả ngọc bội cho ta tô vũ gian nan đứng lên từ hố sâu hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ và xương cốt của mình như bị nhìn ra thành bùn lầy hắn thật sự không tiếp được một chiêu của quân tiêu dao điều này quả thực là xỉ nhục khắc vào xương tủy đối với hắn ta quân tiêu dao không để ý đến tô vũ không nói một câu lôi để ý thường là xỉ nhục lớn nhất chứng minh tô vũ cũng không tồn tại trong mắt quân tiêu giao thanh thể đạo thai cường hãn như vậy cả thế giới chi tử cũng không địch lại vân tiêu thiếu đế sao đây rốt cuộc ai mới là thế giới chi tử ánh mắt rất nhiều cường giả của thế lực bất hủ tiến đến dự tiệc cũng âm thầm thay đổi trong lòng rất bồ chồn quân tiêu giao lẳng lặng nhìn mà này kế hoạch của hắn xem như hoàn thành mục đích lần này quân tiêu giao tổ chức lễ thành nhân không chỉ để thu hoạch tô vũ hắn còn có một mục đích chính là làm tất cả thế lực thế giới nam đầu biết có được thế giới chi tử cũng không có nghĩa là nguyên tổ thần triều nhất định có thể trở thành thế lực ngự thông thế giới nam đầu trước kia bởi vì bị thế giới chi tử tô vũ này ảnh hưởng rất nhiều thế lực đều chủ động đến cậy nhờ nguyên tổ thần triều thậm chí một ít thế lực bất hủ còn muốn kết minh với nguyên tổ thần triều rất nhiều người đều nghĩ rằng có thế giới chi tử thì tương lai nguyên tổ thần triều nhất định trở thành bá chủ ngự thông thế giới nam đầu mà quân tiêu giao dùng một chiêu đánh bại tô vũ trước mặt mọi người không chỉ làm tiêu hao nghệ khí của hắn ta còn có thể làm những thế lực muốn đến cậy nhiều nguyên tổ thần triều hiểu rằng thế giới chi tử cũng không thể đại diện cho tất cả càng không thể quyết định tương lai chỉ có hắn mới có thể quyết định tương lai của thế giới nam đầu không thể đo lường trước tiền đầu của huyền thiên thiếu lế thế giới chi tử cũng không địch lại hắn tương lai nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì toàn bộ thế giới nam đầu đều chứa nổi hắn không sai tuy rằng thế giới nam đầu là thế giới đại thiên nhưng cũng chỉ là một mảnh sông lớn mà tương lai huyền thiên thiếu đế nhất định là chân long đằng vân cửu thiên ban đầu ta cảm thấy nguyên tổ thần triều cường thế như thế sợ là huyền thiên thần triều sẽ cảm thấy áp lực hiện tại xem ra không biết là ai áp lực sau việc này trở về phải bẩm báo với trưởng giáo chuyện đứng về phe nào còn cần cân nhắc thêm ánh mắt rất nhiều cường giả thế lực bất hủ ở đây đều thay đổi nhìn thấy dư luận chuyển hướng khóe môi nữ đế mượt chỉ lam nhất lên một ý cười nhàn nhạt chỉ cần có thể ngăn cản nguyên tổ thần triều bành trướng thế lực thì huyền thiên thần triều bọn họ còn có thời gian cùng dư lực tiêu nhi con thật là phúc tinh của vi nương Nguyệt Chỉ Lam lẩm bẩm trong lòng. Đám người nguyên tổ thần chiều sụng mặt, dẫn Tô Vũ đi mất. Ban đầu bọn họ tới đây là muốn chèn ép Huyền Thiên Thần Triều. Nếu Huyền Thiên Thần Triều giả Vân Khê cho Tô Vũ thì có nghĩa là Huyền Thiên Thần Triều nguyện ý yếu thế chịu thua. Nhưng lần này Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của Nguyên Tổ Thần Triều, cả uy danh cùng khí vận của thế giới chi tử Tô Vũ cũng bị tổn thất rất lớn. Chuyến đi này của Nguyên Tổ Thần Triều bọn họ thật sự là ăn trộm ra không thành còn mất nắm gạo. Trước khi đi, Tô Vũ dùng ánh mắt lạnh lẽo, cực độ mà nhìn về hướng quân Tiêu Giao. Người này khí vận chi tử được thế giới Nam Đầu lựa chọn, mục tiêu vĩ đại ban đầu hắn ta chính là tiêu trừ tất cả không công bằng trên đời, làm tất cả tu sĩ đều không có vân chia đắt rẻ sang hành. Đây là một lý tưởng to lớn. Có lẽ cũng vì có loại lý tưởng này, Tô Vũ mới được ý chí thế giới Nam Đầu lựa chọn, trở thành thế giới chi tử. Nhưng hiện tại, tất cả lý tưởng trong lòng Tô Vũ đều tan thành mây khói khi đối mặt với sự sỉ nhục này, trong lòng hắn ta chỉ còn một chấp niệm, vô cùng mãnh liệt chính là đánh bại quân tiêu giao. Dù trả giá như thế nào, dù dùng thủ đoạn gì cũng không sao cả. Có thể nói, một khí vận chi tử vốn có lý tưởng to lớn, từ giờ khắc này đã hoàn toàn hắc hóa. Tất nhiên quân tiêu giao cũng chú ý đến ánh mắt lãnh lệ như dương của Tô Vũ. Niềm tin sụp đổ sao? Quân tiêu giao không tỏ ý kiến. Kỳ thật hắn căn bản không để bụng Tô Vũ, hoặc có thể nói, trong thế giới đại thiên này còn chưa có ai có tư cách làm hắn chú ý. Càng đừng nói là làm đối thủ của hắn. Có lẽ trong vũ trụ đơn thể càng cao một bậc sẽ có người làm hắn cảm thấy hứng thú. Sau khi nguyên tổ thần chiều rời đi, không khí cả buổi lễ thành nhân trở nên lửa nóng lần nữa. Những cường giả thế lực bất hù còn lại đều đưa mắt nhìn về phía Quân Tiêu giao. Đều trở nên càng kính cẩn tôn kính, còn kiêu nữ, thanh nữ của các thế lực lớn đều lộ ra ánh mắt sùng bái mà thèm khát. Chương 2129, ngươi của nhất tộc kia, thân phận cao quý, thể chất vô song. Dung mạo tuyệt thế, còn dùng một trường đại ép thế giới chi tử của thế giới nam đầu. Đi đâu mà tìm được loại nam nhân này, đừng nói thế giới đại thiên. Cho dù lật tung toàn bộ giới hải cũng không tìm thấy một người. Những thanh nữ kiêu nữ bình thường vô cùng rụt rè, kiêu cam, thậm chí thanh lãnh. Giờ phút này cả đám đều vô cùng kích động, như lăng tựa hổ, thiếu chút nữa đã quỷ hối trước mặt quân tiêu dao mà liếm hắn. Bạch Tuyết Vi thấy cảnh này, trừ tự diễu và chua xót ra thì không còn vẻ mặt và cảm giác nào khác. Đều là nàng ta tự làm. Vân Khê lại nhăn mày đẹp lại, đám nữ nhân này không khỏi quá không dù xẻ hiện tại đến phiên nàng tới bảo hộ quân tiêu giao quân tiêu giao lại không bị ý mấy lúc này vẻ mặt đột nhiên hơi lai động sau đó nhàn nhạt, nói vào một khoảng hư không không nghĩ tới còn có khách quý đến cửa ta lại không tiếp đón từ xa quân tiêu giao vừa dứt lời thì toàn trường đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc đúng lúc này một tiếng cười giàn mua bỗng vang lên không tồi không hổ là thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai thấp bậc truyền thiết lão phu cũng không mang hạ lễ gì xin vui lòng nhận lấy chút lễ vật này. Chỉ nghe thấy tiếng nói già già ngu ấy mà không thấy được người. Trong hư không bỗng có quang hoa dâng trào. Một tia hào quang rớt xuống, nó bao lấy một cây thuốc, tản mắt ra một luồng tiên khí thơm phức, thật sự làm người ta người thấy đã cảm thấy cả người thoải mái, giống như muốn vũ hóa phi thăng. Có người hít hà một hơi, thất thanh nói. Đó chẳng lẽ là bán tiên dược, tất cả mọi người đều chấn động, bán tiên dược còn xem như lễ vật nhỏ sao, mặc dù tìm khắp toàn bộ thế giới nam đầu cũng không tìm ra được bao nhiêu cây. Bán tiên dược hiếm thấy ở tiên vực, ở giới hải cũng tương tự. Cái này chân quý hơn bất tử dược quá nhiều, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hơn nữa có thể tùy tiện đưa ra bán tiên dược. Hơn nữa không chút để ý. Rốt cuộc giọng nói già nua kia có lai lịch gì. Thế lực bất hủ bình thường tuyệt đối không có khả năng có nội tình như vậy. Vô số thế lực toàn trường đều ổ lên, trong mắt mang theo một tia chấn động. Tùy tiện đưa ra bán tiên dược. Thế lúc nào ở thế giới nam đầu có được bút tích như vậy? Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vị lão giả đưa ra bán tiên dược vẫn chưa hiện thân. Theo lý thuyết, đưa ra vật quý trọng như vậy cũng nên hiện thân một chút mới đúng. Giờ khắc này, vô số người đều sinh ra tò mò với lão giả kia. Trong mắt Quân Tiêu Dao cũng sảy qua một tia ám mang. Hắn có thể cảm giác được cây bán tiên dược kia cũng không dùng đến thủ đoạn gì, nó thật sự là một cây bán tiên dược. Mà hắn cũng không cảm giác được địch ý và ý xấu từ giọng nói dần mua kia thậm chí còn mang theo một tia khen ngợi và thưởng thức. Chẳng lẽ, trong lòng quân tiêu giao hiện lên một tia suy đoán, hắn cũng không chút khách giáo mà nhận lấy bán tiên dược, cười nhạt và nói. Vãn bối đành nhận lấy lễ vật của tiền bối, ha ha, lão phu chờ mong biểu hiện và trưởng thành của ngươi ngày sau, vừa dứt lời, tiêu khí tức đó cũng tiêu tán. Mọi người ở đây đều tấm tắc bảo lạ, chẳng lẽ có thế ngoại cao nhân đi ngang qua nơi đây. Ban bán tiên dược cho thiếu đế, có người không khỏi suy đoán trước kia không thiếu xuất hiện một ít ví dụ như vậy một ít tồn tại thực lực cực kỳ cường hãn có thể vượt qua các thế giới và vũ trụ nếu phát hiện một ít hạt sống thiên phú thật tốt liền ban cho cơ duyên hoặc là thu làm đệ tử có lẽ kỵ lão giả thần bí chưa từng hiện thân kia cũng là một thành viên trong nó nhưng đó chỉ là ngoại giới suy đoán trong đôi mắt đẹp của nữ đấy người chỉ lam ẩn chứa một tia thân thúy ba lầm bẩm trong lòng chẳng lẽ là ngươi của nhà hắn nếu thật là như vậy có nghĩa là nhà kia vẫn luôn âm trầm chú ý đến quân tiêu dao ngày sau tư nhi sẽ đi đến thế giới càng rộng lớn thế giới năm đầu thật sự quá nhỏ với nó nếu đế thầm nghĩ trong đáy lòng buổi lễ thành nhân cũng hạ màn như vậy mà đại nhân vật các thế lực đều mang theo đủ loại cảm xúc bất đồng và suy tư rời đi ban đầu bọn họ cho rằng rất có thể buổi lễ thành nhân này là nguyên tổ thần triều cưỡng chế huyền thiên thần triều nhưng hiện tại quân tiêu giao dùng một chiêu đánh bại thế giới chi tử tô vũ dẫn tới toàn bộ cục diện đều hoàn toàn biến hóa huyền thiên thần triều vốn đang ở thế bị động yếu hơn lại chiếm được quyền chủ động mà tất cả đều nhiều tiên thiên thánh thể đạo thai quân tiêu giao này sau khi chứng kiến thực lực của quân tiêu giao những thiên thiêu tiến đến dự tiệc muốn xem xét thực lực của thánh thể đạo thai ai cũng thở ngắn than dài không hổ là tiên thiên thánh thể đạo thai cổ kim vô song cả thế giới chi tử cũng không địch lại thì ta càng đừng mơ có lẽ những vương giả tuổi trẻ bị phong ấn kia mới có thể ngăn cản một hai chiêu của thiếu đế viêm không tịnh vị thiên kiêu mang thái viêm thần mạch của ly hỏa thánh giáo cũng lộ ra một tia cười khổ ban đầu hắn tới sự tiệc chứ muốn chính mắt nhìn thấy tiên thiên thánh thể đạo thai ra thì còn có ý ra tay so chiêu. Như khi nhìn thấy Tô Vũ bị quân tiêu giao dùng một chiêu đánh nát thì hắn ta lập tức hủy diệt tâm tư này, không cần tự làm mất mặt mình. Những thiên kiêu còn lại cũng như thế, tam quan đều bị đổi mới, không dâng lên nổi suy nghĩ luôn so đấu với quân tiêu giao. Cả đám đều hậm hực rời đi. Sau khi trải qua lễ thành nhân lần này, uy vọng của nguyên tổ thần triều và thế giới chi tử đều bị đả kích nề tất cả mọi người biết được nguyên tổ thần triều muốn giải quyết đối thủ một mất một con là huyền thiên thần chiều này trong khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn không có khả năng chỉ cần có quân tiêu giao ở đây huyền thiên thần Triều sẽ vĩnh viễn có tự tin cũng may còn có thiếu đế nếu không có kế sách của ngài ấy thì có lẽ tương lai của huyền thiên thần triều như thế nào cũng chưa biết một ít vương công đại thần cũng cảm thán trong lòng một nguy cơ liên quan đến tiền đồ của huyền thiên thần triều đã bị quân tiêu giao hóa giải dễ như trở bàn tay như vậy có thể nói hiện tại ở huyền thiên thần triều uy danh của quân tiêu dao đã đủ để so sánh với với mẫu thân hắn nếu đế Nguyệt Chỉ Lang. Chương 2130, căn nguyên thế giới gia tốc xuất hiện, tốc định với Vân Khê. Sau khi lễ thành nhân kết thúc, quân tiêu giao về tới Huyền Thiên Cung. Hắn lấy ra khối ngọc bội của Tô Vũ, rút ra một tia sức mạnh căn nguyên trong đó rồi cẩn thận quan sát. Quả nhiên là sức mạnh căn nguyên của thế giới đại thiên, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong ngọc bội này cũng không nhiều lắm, quân tiêu giao lẩm bẩm nói. Căn nguyên của một thế giới đại thiên cực kỳ hùng hồn, nếu tập trung hết lên người tô vũ thì quân tiêu giao không có khả năng dễ dàng đánh bại hắn ta như thế đương nhiên lấy thực lực hiện tại của tô vũ cũng không có khả năng chịu tải được căn nguyên của toàn bộ thế giới đại thiên xem ra cây rau hệ tô vũ này còn chưa hoàn toàn trưởng thành hắn cần có được căn nguyên chân chính của thế giới nam đầu thì mới có khả năng trở thành thế giới nam đầu chi trùng mày sao nhưng vì bị ta can thiệp dẫn tới tô vũ bị nhục lấy thân phận thế giới chi tử của hắn thì ý chí của thế giới nam đầu sẽ không ngồi yên không đái hoài đến có khả năng sẽ ra tốc làm căn nguyên chân chính xuất hiện, chờ Tô Vũ thật sự khống chế toàn bộ sức mạnh căn nguyên. Hắn mới có tư cách so chiều với ta. Nhưng ta sẽ để hắn có được căn nguyên của thế giới nam đầu sao? Khóe miệng quân tiêu giao nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Kỳ thật nếu hắn muốn giết Tô Vũ thì Chiêu Sáu vừa rồi đã có thể trực tiếp thuận tay chém giết. Nhưng quân tiêu giao không làm như vậy. Trong đó có nguyên nhân rất lớn là vì chỉ khi nào Tô Vũ còn tồn tại thì căn nguyên chân chính của thế giới nam đầu mới có thể xuất hiện. Có thể nói, hiện tại ai có thể trở thành thế giới nam đầu chi chủ tương lai không phải do ý chí thế giới nam đầu quyết định, mà là quân tiêu giao quyết định. Hắn muốn ai trở thành thế giới nam đầu chi tử thì người đó mới có tư cách làm. Quân tiêu giao không có hứng thú với thân phận thế giới nam đầu chi tử chút nào. Nhưng hắn đã xác định tương lai ai có thể làm chúa tể thế giới đại thiên này. Đúng lúc này, quân tiêu giao như cảm ứng được cái gì, cười nhạt và nói. Nói đi, một bóng hình thanh hy xinh đẹp đẩy cửa mà vào, đó là Vân khi Nàng xinh đẹp khả ái, nhi lệ như họa lúc này mi mắt cong cong mang theo ý cười tâm tình có vẻ không tồi ca 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 biết không sau khi lễ thành nhân kết thúc có không ít thế lực vốn nhưng về hướng nguyên tổ thần triều bắt đầu tiếp xúc với huyền thiên thần triều chúng ta đây là chuyện nằm trong dự kiến quân tiêu giao cũng không cảm thấy bất ngờ có lẽ lễ thành nhân lần này có thể ngăn chặn bước chân khuếch trương của nguyên tổ thần triều ca ca không chỉ có thiên phú thực lực vô song còn có thể lập tức hóa giải tình thế nguy hiểm đây là chuyện làm mẫu hậu cũng thấy đau đầu Vân Khê nói. Mắt to chớp chớp, mang theo sùng bái nồng động. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, "Cũng không có gì, chỉ là hơi ủy khuất cho muội, kỳ thật phi huynh không muốn dùng hôn ước của muội làm tiền đặt cược, mỗi người đều có nhân cách độc lập của mình, Vân Khê cũng có quyền làm chủ hôn nhân của mình." Vì Hố Tô Vũ, Quân Tiêu Dao dùng hôn ước của Vân Khê làm tiền đặt cược, thật sự là do bất đắc sĩ không còn cách nào nhưng Vân Khê lại rất thông cảm mà lắc lắc đầu và nói, "Ca không cần xin lỗi, dù sao ca cũng không thật sự muốn giả khê nhi đi đúng không vân khê nhìn quân tiêu dao đó là tất nhiên quân tiêu dao cười cười nhưng nếu ca ca thật sự cảm thấy ủy khuất khê nhi thì không bằng ước định với muội đi vân khê chấp đôi tay sau người thân thể mềm mại như lên đằng trước rào hoạt mà chớp chớp đôi mắt to tức định gì quân tiêu dao nói vân khê hơi trần chờ nhưng vẫn đỏ mặt cắn răng mà nói nếu có một ngày có nam tử cùng thế hệ đánh bại ca ca thì khê nhi sẽ giả cho hắn nghe thấy lời này quân tiêu giao sửng sốt sau đó lắc đầu bật cười và nói khê nhi nếu thật sự đưa ra ước định như vậy thì chẳng phải mỗi muốn lá bổ cả đời quân tiêu giao không cho rằng có người cùng thế hệ đánh bại được hắn dù là ở cửu thiên tiên vực hay thế giới giới hải thậm chí chư thiên vạn giới tất cả vũ trụ quân tiêu giao cũng không cho rằng có người cùng thế hệ đánh bại được mình cái này không phải kiêu ngạo mà là một loại tự tin tuyệt đối dù sao quân tiêu giao cũng có đạo tâm vô địch vân khê hơi cúi đầu lẩm bẩm nói. Vậy cũng tốt, có thể ở bên cạnh ca ca cả đời cũng khá tốt, khó mà được, đến lúc đó nương sẽ trách ta. Quân tiêu giao cười lắc đầu. Vân khê phòng má hương, bỗng tức giận nói. Đều là tại ca ca. Là, nếu không phải ca ca yêu tú như vậy, khê nhi. Tầng mắt của khê nhi cũng sẽ không trở nên cao đến vậy, vân khê mang theo u oán mà nói. Quân tiêu giao bắt đắc dĩ lắc đầu và nói. Tùy muội đi, vi huynh cũng không thể quyết định nhân sinh của muội. Quân tiêu giao cũng không để bụng, vậy ngứa tay vân khê vươn ngón út quân tiêu dao cười cũng vươn ngón tay ra mi mắt vân khê cong cong có vẻ cực kỳ vui vẻ quân tiêu dao ngẫm nghĩ sau đó lấy ra khối ngọc bội kia ra và nói muội mang theo khối ngọc bội này đi có lợi cho muội đây chẳng lẽ ca ca là vì khối ngọc bội này nên mới vân khê cũng thực thông minh lập tức suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả hay là khối ngọc bội này chính là mấu chốt để giúp tô vũ trở thành thế giới tri tử nhưng quân tiêu giao lại giao đồ vật quan trọng như thế cho nàng. Vân Khê cảm thấy vô cùng cảm động, nói, chẳng lẽ ca ca đưa ra ước định so một chiêu với Tô Vũ là vì giành lấy khối ngọc bội này cho muội Quân tiêu giao sửng sốt. Nhìn thấy dáng vẻ cảm động của Vân Khê cũng ngượng ngùng nói là thuận tay đưa cho nàng, vì thế hắn khẽ gật đầu. Vân Khê càng cảm thấy cảm động, nhưng nàng vẫn ngượng ngùng nói, ca ca có thể tiến luyện khối ngọc bội này lần nữa hay không, dù sao khối ngọc bội này cũng là của Tô Vũ, hiện tại vân khê trừ chắn hết tô vũ ra thì không còn cảm xúc nào khác nữa quân tiêu dao cũng không nghĩ nhiều gật gật đầu rất nhanh ngọc bội đã bị hắn tế luyện lần nữa biến thành một khối mề đai sau đó quân tiêu dao tự mình đào nó lên giấy ngọc trắng nõn của vân khê vân khê thực vui vẻ khoái miệng lộ ra ý cười ngọt ngào có hương vị của ca ca vân khê cảm thấy vô cùng an tâm cứ như đây là ngọc phù bảo hộ quân tiêu dao cho nàng tất nhiên quân tiêu dao không biết tâm tư của vân khê càng không biết vân khê biến thành một huynh không triệt triệt để để sau khi có được ước định và lễ vật của quân tiêu giao vân khê cảm thấy mỹ mãn vui vẻ mà rời đi chương 2131, ước định giữa hai huynh muội làm muội muội trở thành thế giới nam đầu chi chủ tương lai quân tiêu giao cũng hơi mỉm cười không sai hắn xác định người được chọn trở thành thế giới chi tử thế giới nam đầu chi chủ tương lai chính là muội muội hắn vân khê quân tiêu giao sẽ trợ giúp vân khê và người chỉ lam khống chế toàn bộ thế giới nam đầu còn quân tiêu dao hắn sẽ không nán lại thế giới nam đầu thời gian quá dài tuy rằng thế giới nam đầu là một thế giới đại thiên diện tích rất rộng lớn nhưng so sánh với toàn bộ giới hải minh mông thì vẫn như muối bỏ biển rất có thể bốn hồn của khương thành y đã rơi dụng ở những thế giới và vũ trụ khác nhau trong giới hải quân tiêu dao không có khả năng luôn nán lại thế giới nam đầu sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi cho nên quân tiêu giao mới giao vị trí thế giới nam đầu chi chủ cho vân khê vậy kế tiếp chỉ cần tiếp tục chờ lại được rồi Tô Vũ là thế giới chi tử, hắn sẽ không vì suy sụp lần này mà không ngượng dậy nổi. Chờ cơ duyên thế giới nam đầu thật sự xuất hiện, vậy có thể hoàn toàn giải quyết Tô Vũ. Trong lòng Quân Tiêu giao sớm đã sắp xếp xong kế hoạch kế tiếp, trợ giúp Vân Khê có được căn nguyên của thế giới nam đầu, giải quyết tồn tại đối địch là Tô Vũ cùng nguyên tổ thần triều. Sau đó lại nghĩ cách giải quyết bạt tộc xâm lấn, cuối cùng rời đi thế giới nam đầu. Bây giờ Quân Tiêu giao còn có một nghi hoặc, cũng không biết phụ thân đời này của hắn là ai. Có lẽ thân phận địa vị và thế lực sau lưng ông sẽ không thấp, nếu có thể mượn dùng thế lực phụ tộc thì quá trình tìm kiếm bốn hồn của khương Thánh y sẽ càng nhẹ nhàng hơn mà trong lúc quân tiêu giao suy tư kế hoạch kế tiếp bên kia nguyên tổ thần triều trong một cung điện hoa lệ truyền đến tiếng đồ vật bị đánh vỡ trong một mảnh hỗn động khuôn mặt thanh tú của tô vũ lộ ra một tia hung tợn vì sao vì sao tô vũ này chính là thế giới nam đầu chi tử vì sao vẫn đánh không lại vân tiêu kia đã có tô vũ ta thì tại sao lại có tiên thiên thánh thể đạo thai kia tô vũ rít vào phát tiết lửa giận trong lòng hắn đường đường là thế giới chi tử mà lại bị một chưa chấn áp ngay trước mặt mọi người dáng vẻ còn chật vật như vậy quả thực khó có thể hình dung tâm tình của tô vũ cái gì là thế giới chi tử tập trung khí vận một thế giới vô địch trong cùng một thế hệ đây mới là thế giới chi tử nhưng hiện tại tiên thiên thánh thể đạo thai cổ kim vô song hiện thân cho dù là thế giới chi tử cũng phải cúi đầu xương thần chuyện này khiến tô vũ cực độ không cam lòng mà theo oán hận lập trời tô vũ chỉ mới vậy đã làm ngươi thất thố sao một tiếng nói vang lên một người áo đen chậm rãi đi vào trong điện đó là quốc sư của nguyên tổ thần triều ngực tô vũ vào phòng thở hồng học trong mắt vẫn mang đầy hung tợn trong mấy năm nay tô vũ ta một đường quật khởi quét ngang vô địch đánh ra uy danh bất thế kết quả hiện tại đều bị hủy hoại hủy trong tay vân tiêu kia Một tô vũ đã bị cắn nát máu tươi ứa ra mang theo vụ chúa sót tổ vũ nếu như vậy mà ngươi đã nhục trí vậy ngươi thật sự không nên là thế giới chi tử quốc sư nhàn nhạt nói tô vũ nghe đến đó thì ánh mắt đột nhiên đanh lại nhìn về phía quốc sư và nói quốc sư ngươi có cách giúp ta đánh bại vân tiêu kia sao quốc sư nghe vậy thì chỉ trầm ngâm không nói trái tim tô vũ đập bịch bịch dán mắt nhìn chằm chằm quốc sư tiên thiên thánh thể đạo thai cổ kim vô song nhưng cho dù yêu nghiệt đến đâu cũng không có khả năng giống như huyền thiên thiếu đế người tám tuổi thành tựu huyền tôn Lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản, quốc sư nói. Vậy quốc sư có biện pháp không? Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nói. Muốn đánh bại Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai vốn là cực kỳ khó khăn. Muốn đánh bại loại Thánh Thể Đạo Thai như Vân Tiêu Thiếu Đế thì gần như không có khả năng, quốc sư nói. Tô Vũ nghe vậy thì ánh sáng trong mắt cũng dần dần ảm đạm xuống, mà quốc sư lại nói: "Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, quốc sư có cách." Tô Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phụt ra ánh sao xưa nay chưa từng có. Có. Tất nhiên là có, nhưng ngươi có nguyện trả giá tất cả không? Dưới lớp mũ tràng, ánh mắt quốc sư trông thật tham thẳm sâu kín. Ta nguyện ý, cho dù khoát hết mọi thứ, chỉ cần có thể giết kia vân tiêu, ta nguyện ý. Trong mắt tô vũ bừng cháy ngọn lửa, quân tiêu giao làm sự quật khởi của hắn ta trở thành một trò cười, làm thân phận thế giới chi tử trở thành một vai hề, làm vân khê coi hắn như cạn bã ven đờ Tất cả sỉ nhục đều do quân tiêu dao cho nên chỉ cần có thể đánh bại quân tiêu giao thì hắn ta nguyện ý trả mọi giá. Nghe thấy lời này, quốc sư phát ra một tiếng cười, sau đó hắn chậm rãi cởi áo đen trên người ra. Tô Vũ liếc một cái thì sắc mặt lập tức chấn động, hít hà một hơi. Vì quốc sư trước mặt Tô Vũ gầy gầy cao cao, da chỉ tái nhợt đến bệnh hoạn, mơ hồ có một ít hoa văn đang lan tràn, mà đôi mắt hắn ta lại là màu đỏ. Đó là một màu đỏ rực, giống như máu tươi ngưng kết thành. Giờ phút này, khí tức của quốc sư cũng cực kỳ đặc thù cứ khiến mọi thứ xung quanh hóa thành hoang vu. Bạt tộc trong đầu Tô Vũ lập tức trống rỗng, khi quốc sư để lộ ra gương mặt thật, Tô Vũ lập tức liên tưởng đến bạt tộc. Khí tức của bạt tộc có thể làm vạn vật hóa hoang vu. Hơn nữa cảnh giới thực lực của sinh linh bạt tộc được phân chia theo màu sắc của đôi mắt. Màu trắng là bạt tộc thông thánh cửu giai, màu xanh lục là bạt tộc trí tôn thất cảnh, mà màu đỏ lại là bạt tộc chuẩn đế cảnh. Nói cách khác, quốc sư trước mặt là một cường giả bạt tộc chuẩn đế cảnh điều này hoàn toàn vượt qua dự đoán của tô vũ hắn căn bản không thể tin được vì sao quốc sư của nguyên tổ thần triều lại là sinh linh bà tộc bà tộc thân là một đại tộc trong hắc họa tộc đàn cũng chính là tử địch của vạn linh giới hải thậm chí tô vũ thân là thế giới chi tử của nam đầu thiên mệnh của hắn ta chính là ngăn cản bà tộc xâm lấn có thể nói bà tộc phải là tử địch của tô vũ mới đúng mà hiện tại quốc sư trước mặt hắn lại là bà tộc đây là điều tô vũ không tưởng tượng ra nổi nhìn thấy tô vũ lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ còn hơi tái nhờ thì quốc sư lộ ra một nụ cười lạnh lúc hắn ta cười cũng lộ ra một đôi giang nanh màu trắng đây cũng là một trong những đặc thù của bà tộc chương 2132, thân phận của quốc sư bà tộc chuẩn đế tô vũ hoàn toàn hắc hóa sao có thể ngươi là bà tộc tô vũ lập tức căng thẳng sức mạnh trong cơ thể dân trào vẻ mặt khiếp sợ lại mang theo đề phòng cực độ nhìn thấy vẻ mặt của tô vũ quốc sư nhàn nhạt, nhạt cười lạnh và nói tô vũ mấy năm nay ta đứng sau lưng giúp ngươi bày mưu tính kế giúp ngươi danh chấn thế giới nam đầu nếu muốn gây bất lợi cho ngươi thì ta đã sớm ra tay nghe thấy tô vũ thoáng buông đề phòng nhưng hắn vẫn cảnh giác nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quốc sư ngươi lại là sinh linh bà tộc a à, quốc sư thản nhiên nói cũng được nói cho ngươi cũng không sao kỳ thật nguyên tổ thần triều đã lén lút hợp tác với bà tộc ta rồi cái gì đồng tử của tô vũ run lên nguyên tổ thần triều đã hợp tác với bà tộc vậy thì khác gì bảo hồ lột ra Tô Vũ hoàn toàn không tin nổi nguyên tổ thần triều sẽ có lá gan lớn như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nơi hắc họa tộc đàn đi qua không có một ngọn cỏ, vạ linh mai một, một loạt thế giới đều đã khô cạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ý chí thế giới nam đầu sẽ dục sinh ra thế giới chi tử Tô Vũ này, là vì muốn thế giới chi tử nhanh chóng trưởng thành lên, đối kháng bạt tộc xâm lấn. Hình như thấy được nghi hoặc trong mắt Tô Vũ, quốc sư hơi mỉm cười và nói, chỉ cần là sinh linh có được trí tuệ đều biết được một đạo lý, không có địch nhân vĩnh hằng chỉ có ích lợi vĩnh hằng. 18 năm trước, Huyền Thiên Thần Triều giáng sinh tiên thiên thánh thể đạo thai, điều này là uy hiếp lớn nhất đối với nguyên tổ thần triều, có thể nói, chỉ cần còn tiên thiên thánh thể đạo thai thì chuyện Huyền Thiên Thần Triều trở thành bá chủ ngày sau của nam đầu đã là ván đã đóng chuyển. Mà thân là đối thủ một mất một còn với Huyền Thiên Thần Triều, trên cơ bản nguyên tổ thần triều chỉ có cách cục bị hủy diệt. Cũng bởi vậy, ta mới có thể tìm được điểm đột phá. Là nguyên tổ thần triều và bạt tộc hợp tác, quốc sư nhàn nhạt nói thì ra trước khi cái nứt hư không xuất hiện thì bạt tộc các ngươi cũng đã bắt đầu sắp xếp trước theo dõi thế giới nam đầu sắc mặt tô vũ lộ ra một tia tái nhật không sai nguyên tổ thần chiếu chỉ có thể hợp tác với bạt tộc ta thì mới nghĩ ra cách đối kháng với huyền thiên thần chiếu có được thánh thể đạo hai thì ra là thế tâm thần tô vũ có chút hoảng hốt Hán thân là thế giới chi tử của thế giới nam đầu thế lực gia nhập lại hợp tác với bạt tộc không thể không nói đây là một loại châm chọc vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào trong mắt tô vũ vẫn có một tia cảnh giác hắn ta là thế giới tri tử đối thủ một mất một còn lớn nhất chính là bạt tộc có thể nói bạt tộc và thế giới tri tử là kẻ địch số mệnh kết quả hiện tại hắn lại vô thức ở chung với bạt tộc chuẩn đế mấy năm quốc sư ha hà cười nói tiên tâm tô vũ tuy rằng ngươi là thế giới tri tử nhưng hiện tại không cấu thành uy hiếp cho bạt tộc ta hoặc có thể nói người uy hiếp bạt tộc không phải ngươi mà là vân tiêu có được tiên thiên thánh thể đạo thai kia lời này của quốc sư làm sắc mặt tô vũ trầm xuống lần nữa bởi vì quân tiêu giao mà trong mắt bà tộc hắn ta còn không tính là một uy hiếp tức giận không phẫn nộ không không cam lòng không định nhân của địch nhân chính là bằng hữu tô vũ ngươi nên hiểu rõ đạo lý này quốc sư từ tốn nói trong đôi mắt màu đỏ tươi của hắn ta hiện lên một tia ám mang cứ như đang dụ dỗ con mồi bước từng bước một rơi vào bẫy dập mà tô vũ cũng thật sự có hận ý cực độ với quân tiêu giao giống như quốc sư đã nói trước đó ta hỏi ngươi vì đánh bại vân tiêu kia có phải ngươi có thể trả giá tất cả hay không ngươi đã trả lời nguyện ý quốc sư tiếp tục nói tô vũ đột nhiên giật mình cắn răng nói ngươi có cách nào quốc sư cười cười nói rất đơn giản ta có thể ban cho ngươi sức mạnh bà tộc sức mạnh này cũng không phải của ta mà là của bà tộc vương thượng cho dù chỉ có một chút sức mạnh của vương thượng nhưng cũng đủ trở thành át chủ bài để ngươi đánh bại thậm chí đánh chết vân tiêu kia câu nói của quốc sư làm trong đầu tô vũ chấn động kịch liệt sức mạnh của bà tộc phương giả trong mấy năm nay tầm nhìn của tô vũ đã mở rộng không ít hắn cũng biết người lãnh đạo mạnh nhất của bà tộc chính là nhất đế tam vương nhất đế thì không nói đến nghe đồn đã biến mất rất nhiều kỳ nguyên mà tam vương còn lại đều là tồn tại trí cường trong bà tộc người nào cũng có thực lực ngập trời vô cùng khủng bố có thể nói cho dù chỉ là một tia sức mạnh của vương giả bà tộc cũng cường đại vô biên nếu tô vũ có được nó thì thật sự là đại át chủ bài tuyệt sát nhưng Tô Vũ chính là thiên mệnh chi tử của thế giới nam đầu. Một thế giới chi tử lại muốn có được sức mạnh của vương giả bà tộc, điều này không tránh khỏi quá vớ vẩn. Nhìn thấy vẻ mặt rẽ rộ của Tô Vũ, quốc sư nhàn nhạt, nhạt nói: "Khẽ nào? Còn giao dự sao? Vừa rồi không phải ngươi nói có thể trả giá tất cả sao? Nhưng nếu ta có được sức mạnh bạt tộc, vậy chẳng phải là?" Tô Vũ thầm cắn răng. Tuy rằng vì quân tiêu giao mà hắn hắc hóa, nhưng dù sao cũng còn có một tia lương tri của thế giới chi tử. Quốc sư cười lạnh một tiếng và nói, Tô Vũ, ngươi không có tư cách do so dự. Nếu ngươi không kế thừa sức mạnh vương thượng, vậy thì vĩnh viễn đừng mơ đánh bại Vân Tiêu kia. Hơn nữa nếu ta đoán không sai, nếu ngươi cứ liên tục bị Vân Tiêu chèn ép thì rất có thể thế giới nam đầu sẽ vứt bỏ ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biến lại thành con kiến dãy dụ trong hồng trần, muốn báo thù cũng không có khả năng. Quốc sư tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Trong mắt Tô Vũ phủ kín tơ máu, nhìn về phía quốc sư và nói: "Mục đích bà tộc các ngươi là xâm lược thế giới nam đầu, nếu ta thông đồng làm bậy với các ngươi, đến lúc đó thế giới nam đầu hủy diệt, ta cũng không trốn thoát cái chết, dù sao Tô Vũ cũng là thế giới chi tử. Chỉ dấu thông minh không hoàn toàn biến mất. Quốc sư cười nói, ha ha, mục tiêu của bà tộc chúng ta không phải là chiếm cứ thế giới nam đầu, vậy mục đích của các ngươi là gì? Tô Vũ nói, cái này thì ngươi không cần xen vào, ngươi chỉ cần đưa ra lựa chọn. Ngươi có thể cự tuyệt, ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng cả đời bị vân tiêu kia chèn ép, tra tấn, nhục mẹ thứ hai ngươi có thể tiếp thu có được sức mạnh của vương thượng tộc ta hoàn toàn diệt sát vân tiêu kia dù sao hắn thân là thánh thể đạo thai cũng là một đại uy hiếp đối với bà tộc mục tiêu của chúng ta là nhất trí chờ diệt sát thánh thể đạo thai xong ngươi vẫn là thế giới nam đầu chi chủ tương lai thậm chí còn có thể tiếp tục hợp tác với bà tộc được đưa ra lựa chọn của ngươi đi quốc sư nói tô vũ cúi đầu mái tóc dài bao phủ hai mắt hắn ta thân là thế giới nam đầu chi tử giờ phút này hắn phải đưa ra một quyết định quan trọng nhất. thật lâu sau, một đôi mắt đen vô cùng lạnh lẽo, lạnh nhạt thâm thúy giống như giếng cạn lộ ra một tia kiên quyết. ta chấp nhận. chương 2133, tô vũ bế quan. nguyên tổ thần triều tiếp tục khuyết trương. chuyện trong lễ thanh nhân ở huyền thiên thần triều đã truyền khắp toàn bộ thế giới nam đầu trong khoảng thời gian ngắn. hy vọng của nguyên tổ thần triều và thế giới chi tử của tô vũ cũng bị đả kích trầm trọng một ít thế lực vốn đã quyết định muốn kết minh với nguyên tổ thần triều thậm chí đầu nhập sau khi biết được chuyện này đều tạm thời dẹp bỏ tâm tư đó điều này cũng giúp ngăn chặn bước chân khuyết trương của nguyên tổ thần triều mà trong lúc mọi người tò mò bước tiếp theo nguyên tổ thần triều nên đi như thế nào trong nguyên tổ thần triều truyền đến một tin tức thế giới chi tử tô vũ lại bế quan lần nữa hình như muốn bắt đầu lột xác quan trọng mọi người nghe thấy tin tức này đều sửng sốt sau đó không khỏi cảm thán không hổ là thế giới chi tử của thế giới nam đầu ý chí chiến đấu rực sôi sẽ không vì một lần thất bại mà mất hồn mất vía mà quân tiêu giao biết được tin tức này lại lộ ra một tiên nhìn lưỡng thâm ý chẳng lẽ ở sau lưng tô vũ cũng có một lão gia gia tùy thân quân tiêu giao cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ quân tư giao bỗng nghĩ tới một điều bởi vì sự tham gia của hắn dẫn tới vận mệnh của tô vũ xuất hiện biến hóa hơn nữa hắn cũng thấy được ánh mắt tối tăm hắc hóa của tô vũ nếu thật là như vậy tô vũ kia thật sự ngu xuẩn là muốn chắp tay nhiều thân phận thế giới chi tử cho người ta sao khóe miệng quân tiêu giao hiện ra ý cười hắn cũng không để ý tô vũ sẽ có thủ đoạn mới gì hắn ta có nhiều thủ đoạn ắt chủ bài đến mấy thì quân tiêu giao cũng không để bụng tầm nhìn ánh mắt của quân tiêu giao đã xa xa vượt qua cấp bậc của tô vũ mà không bao lâu sau khi tin tức của tô vũ chuyển ra rốt cuộc nguyên tổ thần triều lại có hành động mạnh lần nữa mà hành động này lại khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nguyên tổ thần triều không những không bình chỉ bước chân khuếch trương, ngược lại còn tăng nhanh hơn nữa. Nguyên tổ thần triều đã xưng bá Nam Nguyên tinh vực, mà mục tiêu khuếch trương kế tiếp chính là Bắc Minh tinh vực và Tây U tinh vực. Còn Đông Huyền tinh vực, bởi vì có Huyền Thiên thần triều ở đây nên Nguyên tổ thần triều tạm thời không có tính toán khuếch trương đến nơi đây. Nhưng sau khi biết được tin tức này, tất cả mọi người cảm thấy Nguyên tổ thần triều điên rồi. Tuy rằng Nguyên tổ thần triều đã xưng bá Nam Nguyên tinh vực, có thể nói là một quái vật khổng lồ, quốc lực cường thịnh, nhưng hai đại thế lực bất hủ tinh vực còn lại cũng không phải ăn chay. Tây U tinh vực có các thế lực như Ly Hòa Thánh giáo, mà Bắc Minh tinh vực có thế lực Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Bọn họ đều không phải quả hồng mềm. Tuy nguyên tổ thần chiều mạnh, nhưng muốn lập tức thâu tóm nhiều thế lực như vậy cũng là si tâm vọng tử. Trước kia bởi vì có thế giới chi tử Tô Vũ tồn tại, dẫn tới rất nhiều thế lực đều chủ động đến cậy nhiều nguyên tổ thần chiều. Hiện tại Tô Vũ bị quân tiêu giao đả kích nặng nề, không có thế lực nào nguyện ý chủ động đến cậy nhiều Nguyên tổ thần chiều lập tức rửa thói mạnh mạo, muốn cưỡng chế thâu tóm rất nhiều người đều cảm thấy nguyên tổ thần chiếu điên rồi hạ một nước cờ dở nhưng chuyên làng mọi người kinh ngạc đã xảy ra nguyên tổ thần chiếu phái ra hai nhóm nhân mã lần lượt tiến quân bắc minh tinh vực và tây u tinh vực làm người ta kinh ngạc chính là hai đại quân này thế như trẻ tre không có thế lực nào cản được bước chân của bọn họ trong đó chẳng những có rất nhiều cường giả cho dù là binh lính bình thường cũng có thực lực cực mạnh vượt qua quân đội của những thế lực bất hủ khác điều này làm người ta vô cùng chấn động Mặc dù nguyên tổ thần triều có quốc lực cường thịnh, nhưng cũng không có khả năng lập tức mạnh đến trình độ này. Rất nhiều người tâm tư nhạy bén đã nhận ra một tia không thích hợp. Mà dưới thế cục này, Huyền Thiên thần triều bỗng thu được tín hiệu cầu viện của Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Đại quân của nguyên tổ thần triều sắp tới Băng Tuyết Nữ Thần Điện, tuy rằng Băng Tuyết Nữ Thần Điện là bá chủ một phương của Bắc Minh tinh vực, nhưng đối mặt với nguyên tổ thần triều thế như trẻ che lúc này thì vẫn hơi quá sức. Mà các nàng lại không tìm thấy thế lực khác để cầu viện, chỉ có Huyền Thiên thần triều có thể trợ giúp bọn họ nhưng băng tuyết nữ thần điện cũng không xác định huyền thiên thần chiều có thật sự sẽ giúp bọn họ hay không dù sao sau khi quân tiêu giao cùng bạch tuyết vi từ hôn giao tình giữa hai đại thế lực cũng đã phai nhạt rất nhiều sau khi nhân được tín hiệu cầu viện trên dưới huyền thiên thần chiều cũng triển khai trảo luận mà ở huyền thiên cung quân tiêu giao ngồi xếp bằng trong hư không xem ra thật sự như ta dự đoán rồi quân tiêu giao lẩm bẩm sau khi biết được đại quân của nguyên tổ thần chiếu thế như trẻ tre thực lực cường đại dị thường quân tiêu giao đã xác định suy nghĩ trong lòng mình có lẽ nguyên tổ thần triều đã âm thầm tiếp xúc với bà tộc thậm chí có hợp tác chặt chẽ thực lực của đại quân nguyên tổ thần triều tăng vọt cũng có liên quan đến bà tộc cũng may trước kia ta rảnh rỗi không có việc gì đã chuẩn bị sẵn cả rồi hiện tại cũng nên thực nghiệm một chút thành quả quân tiêu giao cười nhạt tiêu nhi mai cửa vang lên giọng nói của nguyệt chỉ lam nơ vào đi quân tiêu giao nói nếu đến nguyệt chỉ lam đẩy cửa bước vào mở miệng nói tiêu nhi con cảm thấy việc này thế nào? sau khi trải qua chuyện trước đó, người chỉ lam cũng càng coi trọng ý kiến của quân tiêu giao. tuy quân tiêu giao nhỏ tuổi, nhưng tầm mắt, tâm trí cùng thủ đoạn của hắn quả thực giống như một lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. điều này làm người chỉ lam cũng phải cảm thán. cho nên hiện tại, dù là quyết sách gì của huyền thiên thần triều, người chỉ lam cũng sẽ dò hỏi quân tiêu giao một chút. phái binh, đương nhiên phải phái binh ra. lần này để hai nhi đích thân đi đến nó. quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt nói. Tiêu Nhi, làm vậy có nguy hiểm quá không? Người chỉ làm khẽ nhíu mày. Hiện tại thế lực muốn quân tiêu giao chết nhất chính là nguyên tổ thần triều. Chương 2134, Bang Tuyết Nữ Thần Điện cầu viện. Nữ yên Tông không có việc gì, con chỉ muốn đi xác minh một việc mà thôi. Hơn nữa, đội quân kia cũng đã huấn luyện xong rồi đúng không? Quân Tiêu giao thản nhiên cười. Hắn nói đến đây thì người Chỉ Lam cũng khẽ gật đầu và nói, "Tiêu Nhi, đội quân mà con đích thân bồi dưỡng ra có chiến lực không khỏi quá khủng bố, có thể nói chất lượng của đội quân này làm người chỉ lam cũng kinh hãi không thôi. quan trọng nhất chính là đây là đội ngũ mà quân tiêu giao đã bắt đầu xuống tay huấn luyện bồi dưỡng khi còn nhỏ. khi đó quân tiêu giao đã lấy ra một ít máu pha loãng cho một số sĩ binh của huyền thiên thần triều tu luyện sử dụng. kỳ thật đó chính là máu thánh thể đạo thai do quân tiêu giao rèn luyện pha loãng qua. quân tiêu giao vốn muốn bồi dưỡng ra một đại quân ngày sau có thể bảo hộ huyền thiên thần triều, không ngờ hiện tại lại có tác dụng khác. vậy vi nương sẽ để một vị thái tổ đế cảnh đi theo con. Người chỉ làm nói. Vâng, quân tiêu giao gật gật đầu. Rất nhanh huyền thiên thần chiều bắt đầu tổng động viên. Mà quân đội bí mật do quân tiêu giao đích thân bồi dưỡng ra cũng hiện ra trước mắt thế nhân lần nữa. Trong lúc quân đội phía huyền thiên thần chiều bắt đầu xuất phát, bên kia, bắc minh tinh vực, trên một mảnh sông băng dài liên miên, nơi này đóng băng ngàn dặm, tuyết rơi vạn dặm. Từng tòa kiến trúc to lớn trong trào lấp lánh giống như lưu ly đá quý đứng sừng sững trên sông băng đây rõ ràng là nơi đóng quân của băng tích nữ thần điện thế lực bất hủ của bắc minh tinh vực trên một cao lầu hai bóng hình xinh đẹp đứng sừng sững đó là nữ điện chủ của băng tuyết nữ thần điện và bạch tuyết vi xa xa trong tầm mắt của các nàng hư không bị xé ra một khe hở một loạt những lỗ sâu không gian hiện lên chiến thuyền nguy nga cự thú phi hành vỗ cánh chiến xa nổ vang đại quân minh mông cuồn cuộn đều nhịp bước ra từ trong đó lỗi tích vang lên vù vù nở rộ ra ánh sắc nhọn lạnh lẽo đại quân của nguyên tổ thần triều buông xuống đại quân của nguyên tổ thần triều minh mông cuồng cuộn giống như đàn kiến che chở lấp đất lao đến băng tuyết nữ thần điện cũng lập tức tiến hành phòng ngự trận pháp phòng ngự cường đại được khởi động trong thiên địa có phủ văn hội tụ cứ như có vô số thủy tinh đang chiết xạ dạ, ánh sáng đan chéo hóa thành một tầng vách ngang như cái chén úp ngược mà bao phủ toàn bộ băng tuyết nữ thần điện nhưng quân đội của nguyên tổ thần triều vẫn không để ý trên bong tàu một chiến thiền một nam tử mặc trường bào kim sắc ngọc thụ lâm phong khi chất cao sang bất phàm đang thản nhiên đứng trên đó đó là thập bát tử của nguyên đế tiểu nguyên vương khi tức của hắn ta rất thâm thúy trầm ồn giờ phút này đang nhìn về phía băng tuyết nữ thần điện chỉ cần có thể chiếm được băng tiết nữ thần điện thì toàn bộ bắc minh tinh vực không còn thế lực nào phản kháng thái tử điện hạ cuộc chiến này cần gì ngươi tiến đến một bóng người mang theo khí tức hùng mạnh mở miệng nói ông ta là một vị chuẩn đế tướng quân của nguyên tổ thần triều băng tiết nữ thần điện là lực lượng rất quan trọng chỉ có thể quy thuận nguyên tổ thần triều ta hoặc là bị hủy diệt, không thể để họ nghiêng về hướng Huyền Thiên Thần Triều. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn Huyền Thiên Thần Triều có phái người tới cứu viện hay không. Tưởng Nguyên Vương hơi nhau mắt lại. Cô, làm sao Huyền Thiên Thần Triều có thể so được với chiến lực của quân đội Nguyên Tổ Thần Triều chúng ta? Trong mắt tướng quân kia hiện lên một tia khinh thường. Tuy rằng ngoại giới không biết, nhưng thân là cao tầng Nguyên Tổ Thần Triều, tông ta biết rõ sức mạnh này của Nguyên Tổ Thần Triều đến từ đâu. Tầm ầm ầm. Đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều minh mông cuồn cuộn, giống như cự thú miền áp tất cả. Từ khi thâm nhập vào Bắc Minh tinh vực, chúng đã liên tục thế như trẻ trai. Tới bây giờ đã dẫn binh đến băng tuyết nữ thần điện. Đương nhiên, thân là thế lực bất hủ của Bắc Minh tinh vực, hiển nhiên băng tuyết nữ thần điện cũng không phải ăn chay. Trừ trận pháp phòng hộ ra còn có từng tòa tháp băng lớn đột một mọc lên từ mặt đất. Chúng lập lời ánh sáng pháp tắc lộng lẫy. Trong thiên địa thế giới giới hải tràn ngập mải nhào pháp tắc, còn nồng hậu hơn xa tiên vực. Cho nên dẫn tới sinh linh giới hải có thể tu luyện và lĩnh ngộ pháp tắc sâu sắc hơn rất nhiều mà tháp băng khổng lồ này có thể được tu sĩ bình thường thao túng điều động sức mạnh pháp tắc trong thiên điện bộc phát ra uy năng thật lớn băng tuyết nữ thần điện còn muốn ngoan cố chống lại sao tích minh với nguyên tổ thần triều bọn ta là hy vọng cuối cùng của các ngươi trần đế tướng quân của nguyên tổ thần triều lạnh giọng quát to nguyên tổ thần triều ta thấy các ngươi điên rồi thật sự cho rằng dựa vào sức mạnh của các ngươi là có thể nhất thống toàn bộ thế giới nam đầu sao nếu địa chủ của băng tuyết nữ thần điện quát lạnh xem ra không có hy vọng trao đổi gì nữa xác Trần Đế tướng quân của Nguyên Tổ Thần Chiếu vung tay lên. Ngay lập tức, đại chiến bùng nổ. Trên chiến thuyền, đại phao pháp tắc phát ra dòng nước lũ lộng lẫy chói mắt. Vô số quân nhân của Nguyên Tổ Thần Chiếu trung phong liều chết đánh ra. Một trận đại chiến tàn khốc đã kéo ra màn che. Máu tươi bắn ra, máu chảy thành sông, thiên địa vốn có một màu ngân bạch, giờ phút này cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, một mảnh chiến hỏa khói thuốc súng. Oanh! Đi kèm với một tiếng vang lớn, trận pháp phòng ngự của Băng Tuyết Nữ Thần Điện trực tiếp bị công phá. Thấy tình cảnh này, sắc mặt nữ điện chủ băng tuyết nữ thần điện hơi thay đổi bà nói với bạch tuyết vi ở bên cạnh tuyết vi ngươi rời đi trước đi đến huyền thiên thần triều ta không trên kiều nhan của bạch tuyết vi hiện ra một tia quật cường tuyết vi ngươi là băng linh thánh thể ngày sau tiền đồ vô lượng nếu băng tuyết nữ thần điện thật sự xảy ra bất chắc gì thì ít nhất còn có hy vọng là ngươi ngươi thật muốn làm băng tuyết nữ thần điện không còn chút hy vọng nào hết sao lời nữ điện chủ nói làm bạch tuyết vi lâm vào trầm mặc sau đó đã có trưởng lão tiến lên lôi bạch tuyết vi đi ầm 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 đại chiến vẫn còn đang tiếp tục thế lực nhân mã hai bên đều có thương vong nhưng hiển nhiên thương vong phe băng tuyết nữ thần điện lớn hơn dù sao chiến lực của quân đội nguyên tổ thần triều không phải dã cường đại bình thường chương hai nghìn một trăm ba mươi uy áp của huyết mạch vân thị mà bên kia một đám người dẫn theo hạt sống của băng tuyết nữ thần điện gồm bạch tuyết vi muốn rời đi bỗng nhiên một giọng nói nhàn nhạt, vang lên bạch tuyết vi ngươi muốn đi đâu vài bóng người chặn đường đám người bạch tuyết vi kẻ cầm đầu chính là tiểu nguyên vương ở bên cạnh hắn ta còn có vài cường giả cấp bậc vô thượng huyền tôn tạo hóa thần tôn sắc mặt bạch tuyết vi hơi thay đổi tiểu nguyên vương vẫn nhàn nhạt, nhạt, nói bạch tuyết vi vân tiêu kia từng từ hôn làm ngươi mất hết mặt mũi trở thành trò cười của thế giới nam đầu chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù hắn sao chỉ cần gia nhập nguyên tổ thần triều thì ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này băng linh thánh thể cũng là thiên phu khó được nếu ngã xuống như vậy cũng không khỏi có chút đáng tiếc cho nên tiểu nguyên vương muốn mượn sức bạch tuyết vi đến nguyên tổ thần triều ngươi nằm mơ dung nhan của bạch tuyết vi lạnh như băng quân tiêu giao từ hôn là do nàng đồng ý hơn nữa hiện tại trong lòng nàng chỉ có một cảm xúc mà cảm xúc đó không phải hận ý hay trả thù mà là hối hận ai xem ra hôm nay không thể không là thủ tồi hoa tiểu nguyên vương xua xua tay mấy cường giả bên cạnh hắn ta trực tiếp giơ tay trần áp ra bên cạnh bạch tuyết vi cũng có cường giả băng tuyết nữ thần điện nhưng vẫn bị phía nguyên tổ thần triều áp chế miệng phun máu tươi thay cảnh này bạch tuyết vi lộ ra một tia tuyệt vọng chi sắc chẳng lẽ nàng không có cả cơ hội báo thù hay sao mà ngay vào lúc này bỗng nhiên một kiếm quang vô cùng lộng lẫy lóa mắt chảm phá bầu trời mênh mông quét ngang đến kiếm quang cuồn cuộn che trời lấp đất nhất kiếm như có thể cắt đứt vạn dạm ngân hà kiếm này quá đột ngột tất cả mọi người không dự đoán được phụt cường giả nguyên tổ thần chiều ra tay lập tức bị chém thành hai mảnh ai tiểu nguyên vương cả kinh quát lên trên bầu trời xa xa một bóng dáng bạch y tuyệt thế hiện lên đại la kiếm thai trong tay tỏa ra tia sắc nhọn lạnh lẽo một người một kiếm tiên tư tuyệt thế vân tiêu tiểu nguyên vương đanh mặt lại hắn ta không ngờ quân tiêu giao thật sự tới bài tuyết vi lộ ra vẻ mặt chấn động trong đầu trống rỗng nhìn về phía bóng dáng tuyệt thế kia trong mắt nhị không được có nước mắt trào ra cuối cùng hắn cũng tới liều kỹ người giết người tên là quân tiêu dao quân tiêu dao nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tiểu nguyên vương một cái đều lơi nói thêm gì một kiếm chém xuống muốn ra tay chém giết làm can nơi xa tướng quân nguyên tổ thần triều thấy cảnh này thì vô cùng tức giận giơ tay muốn nghiền áp đến cô nhưng đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng hử lạnh thiếu đế điện hạ muốn giết người ai dám ngăn cản một bóng dáng to lớn nguy nga hiện lên đó là một vị thái tổ đế cảnh của huyền thiên thần triều ông ta dùng một tay đánh trả đánh bay chuẩn đế của nguyên tổ thần triều miệng phun máu tươi bên này nhìn thấy quân tiêu giao muốn dùng một kiếm chém giết mình tiểu nguyên vương thét dài một tiếng tích phát toàn bộ huyết mạch của bản thân ta là nguyên đế chi tử trong cơ thể có huyết mạch tôn quý nhất ai có thể chạm ta tiểu nguyên vương kích phát sức mạnh huyết mạch trong mơ hồ một luồng uy áp huyết mạch tôn quý hiện lên tôn quý nói tôn quý trước mặt ta quân tiêu giao nhìn từ trên cao xuống sau đó bước ra một bước Manh, một luồng khí tức huyết mạch càng khủng bố hiện ra. Quân tiêu dao vẫn chưa kích phát huyết mạch quân gia. Làm vậy chỉ là dùng dao mổ châu để giết là hắn chỉ kích phát sức mạnh huyết mạch chất chứa trong nhất thế thân đời này. Huyết mạch tôi quý này đến từ chính dòng họ. Vâng, mà khi sức mạnh huyết mạch đó xuất hiện, một luồng uy áp vô cùng khủng bố đổ ập xuống toàn trường. Tất cả cường giả đều cảm thấy hít thở không thông cực độ. Thật là uy áp khủng khiếp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đã bị áp chế ba phần. Toàn bộ chiến trường rối loạn, đều truyền đến tiếng kinh hô. Uy áp đến từ huyết mạch kia đàn áp toàn trường, khiến tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông. Điều này khủng bố đến mức nào? Chỉ là uy áp huyết mạch thôi mà có thể áp chế thực lực của cường giả toàn trường, cũng chỉ có cường giả chuẩn đế trở lên mới có thể không chịu ảnh hưởng quá lớn. La Huyền Thiên thiếu đế, vô số ánh mắt đều nhìn về phía quân tiêu dao. Cả nữ điện chủ của băng tuyết nữ thần điện đang tắm máu chém giết cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sức mạnh huyết mạch kia khiến bà cảm thấy kinh hãi sức mạnh huyết mạch kia không phải thuộc về Nguyệt Chỉ Lam, chẳng lẽ nữ Điện Chủ vô cùng kinh hãi. Trước kia bà và Nguyệt Chỉ Lam xem như khuya mật, cũng coi như quen thuộc với Nguyệt Chỉ Lam. uy áp huyết mạch giờ phút này Quân Tiêu Giao phóng ra chắc chắn không thuộc về Nguyệt Chỉ Lam. nói cách khác, uy áp huyết mạch kinh khủng tới cực điểm kia là thuộc về cha ruột của Quân Tiêu Giao, nhưng rốt cuộc là tồn tại khủng bố cỡ nào mới có được uy áp khủng bố như thế. chẳng lẽ là trong lòng nữ Điện Chủ bỗng nghĩ tới một tồn tại tỷ như giới hải thế giới kia mấy mạch tiếng tăm lừng lẫy quái vật khổng lồ đó chính là tồn tại đứng sừng sững trên thế giới đại thiên hung cứ một phương vũ trụ nếu thật là như thế vậy ngay sau vị huyền thiên thiếu đế này nhất định sẽ đi đến thế giới cấp bậc càng cao cộng thêm tiên thiên thánh thể đạo thai nhịch thiên của hắn có thể nói ngay sau giới hải tuyệt đối có tên tuổi của quân tư giao nhi đến đây trong miệng nữ điện chủ lại ứ ra một tia chua sót rõ ràng băng tuyết nữ thần điện các nàng có cơ hội một bước lên trời nhưng lại bị các nàng từ bỏ. Mà bên kia, cảm nhận được huyết mạch của Quân Tiêu Dao, trong miệng Bạch Tuyết Vi chỉ có chua sót. Quân Tiêu Dao thật sự là quá hoàn mỹ, làm người ta không tìm ra chút tì vết nào. Hiện tại, thậm chí cả sức mạnh huyết mạch cũng tôn quý mà cường đại như thế, chứng minh phụ thân hắn có lai lịch phi phàm. Điều này làm Bạch Tuyết Vi trừ chua sót cùng tự giữ ra thì không còn cảm xúc nào khác. Mà người dạy ra nhất toàn trường không ai khác ngoài Tiểu Nguyên Vương. Chương 2136, Tiểu Nguyên Vương xuống thiên thánh quân cường đại. Lầy, sao lại như vậy? Rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Tiểu Nguyên Vương nhịn không được kêu to. Mặc dù quân tiêu giao là nhi tử của huyền thiên nữ đế, nhưng dù thế nào thì huyết mạch của huyền thiên nữ đế cũng không có khả năng khủng bố như thế. Nhiều nhất cũng chỉ sàn sàn ngang hàng với phụ thân hắn ta là nguyên đế. Nhưng hiện tại, sao Tiểu Nguyên Vương cảm thấy mình như đang đối mặt với một trích tiên người tuổi trẻ? Rốt cuộc huyết mạch của hắn có từ đâu? Nhìn thấy Tiểu Nguyên Vương chấn động kinh ngạc, quân tiêu giao không chút để ý, hắn còn chưa phóng ra huyết mạch quân gia nếu không chẳng phải càng chấn động bắt phương sao xét ra phụ thân đời này của ta và thế lực phụ tộc sau lưng cũng cực kỳ bất phàm ở giới hải quân tiêu giao thầm nghĩ trong lòng nhưng như vậy càng tốt tiện cho hắn làm việc ở giới hải lấy tư chất thánh thể đạo thai của quân tiêu giao trừ phi phụ tộc hắn đều là ngu ngốc nếu không nhất định sẽ coi trọng hắn hơn nữa sẽ tập trung bồi dưỡng hắn quân tiêu giao chém một kiếm xuống không có chút trì hoãn nào tiểu nguyên vương trực tiếp bị chém giết thân là nhi tử được nguyên đế sủng ái nhất, trong huyết mạch của tiểu nguyên vương cũng có thủ đoạn bảo mệnh do nguyên đế lưu lại, nhưng huyết mạch của tiểu nguyên vương lại bị quân tiêu giao gắt lao sát sao. Tất nhiên thủ đoạn kia cũng không thi triển ra được, có thể nói, hiển nhiên nguyên đế cũng không lường trước được, ở thế giới nam đầu có người có huyết mạch mạnh hơn cả ông ta. Theo lý thuyết, cho dù là huyết mạch của huyền thiên nữ đế, trước khi bà chưa hoàn toàn chứng đạo thành đế thì cũng thua kém huyết mạch của nguyên đế. Chỉ có thể nói nguyên đế không lường trước được địa vị của phụ tộc quân tiêu giao sẽ lớn đến như vậy thái tử điện hạ nhìn thấy tiểu nguyên vương bị chém giết sắc mặt của chuẩn đế tướng quân nguyên tổ thần triều cũng thay đổi hắn khó có thể tưởng tượng nguyên đế sẽ tức giận đến mức nào biện pháp duy nhất trước mắt chính là đánh chết quân tiêu giao nhưng vấn đề là có một vị thái tổ đế cảnh cam tâm làm hộ đạo nhân của quân tiêu giao đang bảo hộ hắn mà càng làm chuẩn đế tướng quân của nguyên tổ thần triều chấn động chính là ầm 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 Đại quân Huyền Thiên Thần Triều Minh Mông cuồn cuộn xuất hiện, chiến thuyền lao quang ngang trời. Tinh kỳ phần Phật, đó là quân đội nào mà có khí tức cường đại như thế? Đây là quân đội của Huyền Thiên Thần Triều sao? Không có khả năng, sao bọn họ có thể cường đại như thế? Người của Phan Nguyên Tổ Thần Triều đều ngây dại, bởi vì trước kia hai đại thần Triều này có rất nhiều cọ sát, cho nên quân đội hai đại thần Triều cũng thường xuyên giao phong. Nhưng trước mắt rõ ràng quân đội của Huyền Thiên Thần Triều khủng bố hơn quá nhiều, khí tức dâng trào, chiến ý kinh thiên đây tất nhiên là quân đội được quân tiêu giao dùng máu thánh thể đạo thai pha loãng rồi bồi dưỡng ra được quân tiêu giao đắc tên là thiên thánh quân thiên thánh quân nghe lệnh của bổn chiếu đế không để lại một ai quân tiêu giao lạnh nhạt phát hạ hiệu lệnh cần tân thiếu đế chi lệnh giọng của thiên thánh quân binh mông cuồn cuộn nhân số không tính quá nhiều khi thế lại khủng bố hơn cả thiên quân vạn mã ngàn vạn đại quân kế tiếp nên đáng không phải chiến tranh mà là một trận tàn sát nguyên tổ thần trừ được gọi là đại quân thế như trẻ tre bách chiến bách thắng ở trước mặt thiên thánh quân thì trở nên quân lính tan rã bị giết bị đánh cho tơi bời thay sơn biển máu máu chảy thành sông cường giả của băng tuyết nữ thần điện đều xem ngây người đây đây là quân đội do thiếu đế điện hạ tự mình bồi dưỡng ra sao không sai lúc thiếu đế còn nơi thiếu từng có lời đồn hắn đang bồi dưỡng huấn luyện một quân đội khi đó tất cả mọi người cho rằng thiếu đế không làm việc đàng hoàng không để bụng tu luyện nhưng hiện tại những cường giả của băng tuyết nữ thần điện đều ngơ cả ra chẳng lẽ khi đó quân tiêu giao cũng đã chuẩn bị trong đầu mọi người trống rỗng khi đó bọn họ còn tin vào những đồn đãi vớ vẩn đó cho rằng quân tiêu giao không làm việc đàng hoàng ha ha bạch tuyết vi cắn môi phát ra tiếng cười khổ tự diễu khi đó nàng ta nói không muốn bám vào quân tiêu giao nhưng kỳ thật trong lòng cũng tin vào những đồn đãi ấy kết quả hiện tại quân tiêu giao đã chứng minh khi đó mình không phải không làm việc đàng hoàng mà là bồi dưỡng ra một đội quân khủng bố như thế tầm nhìn xa rộng ánh mắt tinh tường này tuyệt đối không phải người bình thường có thể với tới nếu biết giờ suy nghĩ lúc này của những người này quân tiêu giao nhất định sẽ cân nín khi đó hắn chỉ đơn thuần muốn thực nghiệm xem có thể dùng máu thánh thể đạo thai để bồi dưỡng ra một quân nội cường đại hay không cũng coi như để lại một phần lễ vật cho huyền thiên thần triều được rồi hẳn cục diện đã được bình định trong khoảng thời gian kế tiếp nguyên tổ thần triều sẽ không ra tay với băng tuyết nữ thần điện các người nữa quân tiêu giao nhìn về phía nữ điện chủ và đám người bạch tuyết vi nhàn nhạt nói đa tạ thiếu đế điện hạ dù là nữ điện chủ thì giờ phút này tư thái cũng mộ ra một tia kính cẩn bà biết tương lai người thanh niên trước mặt không những có thể khống chế cách cục của thế giới nam đầu còn sẽ trở thành đại nhân vật xanh chấn giới hải mà bạch tuyết vi thì cắn chặt môi mái tóc dài màu xanh băng che khuất đôi mắt nàng hường đến lúc đó nếu có chuyện gì bao tuyết nữ thần điện các ngươi có thể đi đến huyền thiên thần triều ngạp lại quân tiêu dao nhàn nhạt vượt đầu mối quay người rời đi đúng lúc này bài tuyết vi bỗng ngẩng đầu trên kiều nhan khắc băng ngọc chắc sớm đã có nước mắt loang lổ thiếu đế đại nhân hùng quân tiêu giao liếc nhìn bạch tuyết vi một cái tuyết vi hối hận bạch tuyết vi cắn môi rốt cuộc cũng không nén được chua sót và hối hận trong lòng mà bật khóc sau trận chiến băng tuyết nữ thần điện quân tiêu giao đã về tới huyền thiên thần triều lần xuất chi ngắn người này chỉ là một thực nghiệm đối với quân tiêu giao mà thôi để thực nghiệm uy lực của thiên thánh quân mà thực lực của bọn họ thật sự không làm quân tiêu giao thất vọng. Đại quân bách chiến bách thắng của nguyên tổ thần triều đã quân lính tan rã dưới mũi nhọn của thiên thánh quân, cuối cùng tỏa diệt. Mà khi tin tức này truyền ra, toàn bộ thế giới nam đầu đều chấn động. Hành động khi còn nhỏ của quân tiêu giao nhìn như hoang đường không kiềm chế được, không làm viện đàng hoàng đã hoàn toàn trở thành chủ lực đối kháng đại quân của nguyên tổ thần triều hiện tại. Không thể không nói. Chiêu này thật khiến người ta chấn động. Chương 2137, cơ duyên lớn nhất của thế giới nam đầu chỉ trong nháy mắt hành vi vốn không đàng hoàng trong mắt mọi người của quân tiêu giao trước kia trở thành nhìn xa trông rộng mà ngoài ra tin tức tiểu nguyên vương bị chảm cũng chấn động bát phương quân tiêu giao thật sự không cố kỵ cái gì cả ái tử của nguyên đế mà cũng dám trực tiếp chém giết không để lại chút đường sống nào rất nhiều người đều tò mò phía nguyên tổ thần chiếu sẽ có phản ứng gì như làm người ta bất ngờ chính là nguyên tổ thần chiếu cũng không biểu lộ thái độ giống như nguyên đế không biết việc này điều này làm người ta rất nghi hoặc nhưng một ít người có tâm lại cảm thấy cái này như sự yên lặng ngắn ngủi trước khi bão táp tiến đến sau khi quân tiêu giao về tới huyền thiên thần triều thì vập mặt người chỉ lam lần nữa tiêu nhi thiên thánh quân giao con một tay bồi dưỡng thật là vũ khí sắc bánh có quân đội này chúng ta không cần quá kiên kỵ đại quân của nguyên tổ thần triều Người chỉ lam nhìn nhi tử càng nhìn càng vui mừng khóe miệng không nhịn được hiện ra ý cười vui mừng và tự hào Ngươi, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi bà tộc xâm lấn kế tiếp sẽ càng mãnh liệt mà nếu hài nhi đoán không sai thì sợ là nguyên tổ thần triều và bạt tộc đã âm thầm hợp tác hoặc là kết minh hỉ rồi quân tiêu giao nói hắn cảm giác được thế giới nam đầu đang cảm giác có mưa gió sắp đến nghe đến đó vẻ mặt nguyệt chỉ lam cũng trở nên nghiêm túc tiêu nhi vi nương muốn chuẩn bị bế quan vi nương đã kẹt lại ở cừu kiếp chuẩn đế hồi lâu nếu lần này không đột phá nữa thì sợ là khó có thể đối mặt với mưa gió trong tương lai càng khó mà che chở cho con và khê nhi nguyệt chỉ lam nghiêm túc nói nương nương đừng tạo áp lực quá lớn cho mình quân tiêu giao nói nếu hắn còn có thể vận dụng thần linh pháp thân thì quét ngang toàn bộ thế giới nam đầu cũng không khó chỉ là chuyện được tính theo phút mà thôi cũng có thể dễ dàng hủy diệt nguyên tổ thần triều thậm chí bạt tộc xâm lấn cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì nhưng đà tiếc sức mạnh của thần linh pháp thân sớm đã khô cạn mặc dù hiện tại liên tục có sức mạnh tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng tràn vào nhưng cũng cần thời gian cực kỳ dài mới có thể khôi phục đúng rồi nương Nương chưa bao giờ nói với con về phụ thân, quân tiêu giao nói. Nguyệt chỉ làm nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó nói. Phụ thân còn có chuyện, hắn cũng không nhàn rỗi. Nhưng ngươi yên tâm, ánh mắt của vi nương vốn rất cao. Ngày sau con và khê nhi sẽ trở thành tồn tại tôn quý nhất giới hải, hải nhi sẽ dựa vào sức mạnh của mình, quân tiêu giao hơi mỉm cười. Tuy rằng thân phận bối cảnh của hắn vẫn luôn là tôn quý nhất, nhưng quân tiêu giao có thể một đường đi đến hiện tại cũng không phải chỉ dựa vào cái gọi là bối cảnh. Sau một hồi nói chuyện với nhau, huyền thiên nữ đến nguyệt chỉ lam muốn chính thức bắt đầu bế quan nếu nguyệt chỉ lam có thể thành công chứng đạo thành đế vậy sẽ tăng thêm một phần chiến lược cao cấp cho huyền thiên thần triều không chỉ huyền thiên thần triều các thế lực khắp thế giới năm đầu cũng đã bắt đầu chuẩn bị tất cả thế lực đều có thể cảm giác được thế giới nam đầu sắp sửa minh đón một biến cách to lớn mà dưới thế cục này một tin tức bỗng lang truyền khắp tư phương đó chính là trung tâm thần bí của thế giới nam đầu trung ương tinh lục trong lời đồn đã xuất thế có thể nói Trung Ương Tinh Lục là địa điểm thần bí nhất thế giới Nam Đầu, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng có khả năng nó chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt. Nghe đồn khi thế giới Nam Đầu gặp phải nguy cơ tan biến, Trung Ương Tinh Lục mới xuất hiện, mà Thiên Kiêu có được cơ duyên cuối cùng trong đó sẽ trở thành chủ nhân thế giới Nam Đầu trong tương lai. Đương nhiên, trước kia nó cũng chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt mà thôi. Dù sao trước kia thế giới Nam Đầu vẫn luôn vận chuyển rất vững vàng. Tới bây giờ, cái nứt hư không xuất hiện, hắc họa tộc đàn xâm lấn, mọi người mới biết được thế giới nam đầu thật sự sắp gặp phải đại nguy cơ mà đối với lần cơ duyên này tất cả thiên kiêu thế giới nam đầu đều nóng lòng muốn thử đặc biệt là những vương giả tuổi trẻ phong ấn cổ đại kia tuy rằng bọn họ biết muốn tranh đoạt cơ duyên trung ương tinh lục thực khó khăn không chỉ có thế giới chi tử tô vũ còn có nhân vật yêu nghiệt cấp bậc đại là quân tiêu giao tồn tại nhưng vẫn phải người hy vọng trong huyền thiên cung quân tiêu giao biết được tin tức này thì vẻ mặt lại rất bình tĩnh điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn khối ngọc bội trước kia của tô vũ chỉ có một phần căn nguyên của thế giới năm đầu ít vỏi. nếu không tô vũ tốt xấu gì cũng là một thế giới đại thiên tri tử không có khả năng yếu như vậy căn nguyên của một thế giới đại thiên thật sự vô cùng khủng bố nếu tô vũ tìm được toàn bộ căn nguyên thì tu vi cảnh giới của hắn ta sẽ không yếu hơn quân tiêu dao quá nhiều đương nhiên căn nguyên được loại thế giới tri tử tô vũ đạt được đều được kế thừa từ tiền nhân mà sức mạnh căn nguyên vũ trụ của quân tiêu dao là hoàn toàn thuộc về chính mình đây là khác biệt về bản chất hiện tại xem ra Chắc căn nguyên còn lại của thế giới Nam Đầu đang nằm trong trung ương tinh lục, thậm chí một ít truyền thừa đạo tống của thế giới Nam Đầu cũng có thể nằm trong đó. Quân Tiêu Giao nghĩ thầm, thật ra hắn cũng không quá thành muốn gì những cơ duyên đó cả. Dù sao tầm mắt của quân Tiêu Giao rất cao, nhưng hắn có nghĩa vụ trợ giúp người chỉ lam, Vân Khê và toàn bộ Huyền Thiên Thần Triều Nhất thống thế giới Nam Đầu, cho nên hắn cũng phải đi đến trung ương tinh lục một chuyến. Trong lúc quân Tiêu Giao đưa ra quyết định này trong lòng, phía nguyên tổ thần triều. Tô Vũ nghe thấy tin tức này cũng đã xuất quan. Giờ phút này tuy rằng Tô Vũ cũng không có khác biệt gì quá lớn so với trước kia. Nhưng cứ im đến cho người ta cảm giác có chỗ nào không thích hợp. chương 2138, tiến vào tinh lục, bà tộc hành động. Trong một tòa cung điện, quốc sư. Cũng chính là bà tộc chuẩn đế nhàn nhạt, nhạt nói. Trung ương tinh lục xuất hiện, đó hẳn là điểm trung tâm của thế giới nam đầu. Chỉ cần ngươi có được toàn bộ cơ duyên truyền thừa ở trong đó thì có thể thật sự trở thành chủ nhân tương lai của thế giới nam đầu đến lúc đó ngươi có thể dẫn dắt toàn bộ nguyên tổ thần triều thâu tóm những thế lực khác của thế giới nam đầu đồng thời mở ra kẽ nứt hư không cho bạt tộc tiến vào sau này bạt tộc có thể trợ giúp ngươi nhất thống nam đầu đến lúc đó huyền thiên thần triều sẽ là món đồ chơi trong tay ngươi nếu nhân ngươi muốn sẽ thần phục trước mặt ngươi 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 nét cũng sẽ trở thành nô lệ quốc sư lộ ra nụ cười lạnh khóe miệng tô vũ cũng nhất lên một ý cười lạnh băng và nói ta sẽ đoạt được toàn bộ cư duyên của trung ương tinh lục hơn nữa hiện tại ta cũng có tự tin đối phó được với vân tiêu kia thiên mệnh của thế giới nam đầu trung quy đang nằm trên người tô vũ này sau khi tin tức về trung ương tinh lục truyền ra thiên kiêu các thế lực khắp thế giới nam đầu cũng xoa tay hầm hay nóng lòng muốn thử trên cơ bản đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ nếu lần này họ không thể có được cơ duyên sinh ra lột xác ở tinh lục thì tương lai nhất định sẽ trở thành một người bình thường đừng nói tương lai nổi danh ở giới hải chỉ xét trong thế giới nam đầu cũng khó có thể bước lên đỉnh cao mọi người đều biết chỉ có tồn tại như thế giới chi tử mới có tư cách đối kháng với yêu nghiệt tuyệt thế trong thế giới vũ trụ đơn thể càng cao cấp phía nguyên tổ thần triều khi đám người tô vũ xuất phát thì quân tiêu giao ở huyền thiên thần triều cũng lên đường hắn cũng dẫn vân khê theo trung ương tinh lục bị tràng vực đặc thù bao trùm bởi vì đó là chọn lựa thế giới nam đầu chi chủ tương lai cho nên một ít cường già tuổi quá lớn hoặc là thiên phú hao hết đều không thể tiến vào chỉ có người trẻ tuổi mới có tư cách tiến vào trung ương tinh lục ở dưới sự hộ tống của cường giả huyền thiên thần triều quân tiêu giao cùng vân khê cũng đi đến trung ương tinh lục trung ương tinh lục không trong tứ đại tinh vực là đông huyền nam nguyên bắc minh tây ưu mà nó nằm ở một mảnh vũ trụ giao giới giữa tứ đại tinh vực đây là một khu vực diện tích vô cùng rộng lớn cũng là trung tâm ô thế giới nam đầu phóng mắt nhìn lại trong vũ trụ này có vạn ánh sao trời vô cùng lộng lẫy mà ở trung tâm vũ trụ một khối đại lục to lớn cũng dần lộ ra hình dáng làm người ta cảm thấy kỳ dị chính là đại lục này có một nửa là nằm trong vũ trụ mà một nửa còn lại thì tồn tại trong hư không xa xăm nào đó. Giống như đại lục này chỉ lộ ra một nửa mà thôi. Giờ phút này, cách địa giới của tinh lục này vạn dặm, chiến thiên của nguyên tổ thần chiều đang lao vút qua hư không. Tô Vũ đứng trên bong tàu nhìn tinh lục minh mông vô biên, trong mắt lộ ra một tia phấn chấn. Thân là thế giới chi tử, Tô Vũ mơ hồ có thể cảm giác được một lồ sức mạnh vô biên hùng hồn đang được giấu trong phần còn lại của tinh lục. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đó chính là căn nguyên sức mạnh chân chính của thế giới nam đầu lão nhân từng nói qua ngươi sáng lập nam đầu tinh tông cũng từng là chủ nhân của toàn bộ thế giới nam đầu chẳng lẽ truyền thừa của ông ta vẫn còn lại trong tinh lục này tô vũ thầm nghĩ trong lòng trong lòng hắn ta thật sự có chút tò mò về lai lịch của thế giới nam đầu Chưa bỏ thế giới nam đầu ra rốt cuộc màn ngàn vạn vạn thế giới giới hải đã hình thành như thế nào đương nhiên tô vũ cũng chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi trước mắt điều hắn ta cần làm chính là tiến vào tinh lục có được cơ duyên truyền thừa lớn nhất của thế giới nam đầu sau đó hoàn thành công việc vĩ đại là nhất thông thế giới Nam Đầu Hoàn toàn trở thành chủ nhân của thế giới Nam Đầu Vân Tiêu, ngươi nhất định phải tới Nếu tinh lục này là nơi táng thân của ngươi cũng coi như không tồi Khóe miệng Tô Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh Không nói đến sau khi có được căn nguyên của thế giới Nam Đầu chân chính Hắn ta sẽ trở nên cường đại dữ dội Cho dù là hiện tại, Tô Vũ vẫn rất tự tin nếu bảo hắn ta đối đầu với quân tiêu giao Dù sao hắn ta cũng có con át chủ bài Sau đó thân hình Tô Vũ chuột lóe bước lên tinh lục. Tiếp theo số lượng thiên kiêu tiến đến tinh lục cũng không ít, có rất nhiều người đều là vương giả tuổi trẻ cổ đại bị phong ấn. Thiên kiêu bình thường như Bạch Tuyết Vi hay thiên kiêu Thái Viêm thần mạch của Ly Hỏa Thánh giáo hoàn toàn không có tư cách tranh đoạt loại cơ. duyên này, mà bên kia, Vân Khê đi theo quân tiêu giao tiến vào cũng cảm thấy hơi thấp thỏ. Ca ca, ca mang Khê Nhi đến có kéo chân ca không? Vân Khê biết cuộc tranh giành cơ duyên tinh lục này cực kỳ quan trọng, là mấu chốt quyết định quyền sở hữu thế giới nam đầu may sao tuy rằng thiên phú của vân khê rất cao là dạng đứng đầu trong đám bạn cùng lứa tuổi nhưng trung quỳ nàng vẫn còn quá nhỏ thực lực hoàn toàn không đủ để gia nhập loại tranh đoạt cấp bậc này tuy rằng hiện tại quân tiêu giao cũng cùng tuổi với vân khê nhưng căn bản không thể đối đãi với hắn theo lẽ thường cả vương giả tuổi trẻ bị phong ấn vạn cổ cũng không thể địch lại hắn cho nên vân khê cảm thấy quân tiêu giao dẫn đưa kéo chân như mình theo sẽ cản trở hắn phát huy nếu cuối cùng làm quân tiêu giao mất đi cơ hội tranh đoạt vị trí chủ nhân thế giới nam đầu vậy vân khê nhất định sẽ ai nay cả đời nghe vân khê nói thế quân tiêu dao không để bụng mà cười cười và nói vị trí thế giới nam đầu chi chủ rất quan trọng sao quân tiêu dao không tỏ ý kiến gì vân khê nghe vậy thì trừ lớn đôi mắt mà nói chẳng lẽ không quan trọng sao chủ nhân một thế giới có địa vị cao đến mức nào thế giới chi chủ chính là mộng tưởng trung cực của hàng tỷ tu sĩ sinh linh giới hải tất cả tu sĩ đều từng ảo tưởng qua mình có thể khống chế một thế giới vậy thì y phong biết bao nhiêu càng đừng nói là thế giới nam đầu là một thế giới đại thiên thân phận địa vị của chủ nhân thế giới đại thiên và thế giới tiểu thiên không giống nhau có thể nói lấy thực lực của quân tiêu giao nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn muốn trở thành thế giới nam đầu chi chủ đã là chuyện ván đã đóng truyền chương 2139 nguyên tổ thần chiều huy binh lần nữa quân tiêu giao ngay vậy thì nhà nhạt lắc đầu cười nói thân là một thế giới đại thiên thế giới nam đầu thật sự rất lớn nhưng nó lại quá nhỏ tham vọng của quân tiêu dao không chỉ đơn giản là chủ nhân của một thế giới nhìn thấy quân tiêu dao giờ phút này trong mắt vân khê hiện ra một tia sáng tươi đẹp đây mới là ca ca của nàng lòng mang thiên hạ hào hùng kinh thế một thế giới nam đầu hoàn toàn không thể trói buộc được hắn mà trái lại tầm mắt của đám người tô vũ rất hẹp hòi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với quân tiêu dao và những người còn lại được rồi chúng ta đi thôi nhìn thấy tinh lục minh mông vô biên phía trước quân tiêu dao hóa thành một quang hồng rồi lao đi Vân Khê cũng theo sát phía sau. Trung ương tinh lục chính là nơi thần bí nhất thế giới nam đầu, hơn nữa còn vô cùng cổ xưa. Củ mộc đầy rừng, đại thụ che trời, vách đá treo leo. Thác nước nguy nga, nhìn đâu đại lục này cũng tràn lập cảm giác cổ xưa và thần bí. Một mảnh núi non, màu đen uốn lượn mênh mông trùng điệp phía trước bỗng bắt đầu mấp máy lên. Đây rõ ràng là môi con rết đen nhánh khổng lồ chạy dài vạn dặm, tựa như chân long màu đen, mang theo một luồng sát khí ngập trời, đan nhào về hướng hai bóng dáng trong hư không nhìn con rết to lớn bổ nhào tới quân tiêu dao giơ tay lên tịnh chỉ làm kiếm điểm xuống một cái hắn thi triển ra kiếm chư sát na phương hoa thời gian cùng không gian giống như đọng lại vào giờ phút này kiếm quang kia nhanh đến tận cùng ngay sau đó dọc theo trung tâm thân thể con rết cự thú đó bị cắt ra làm hai máu màu xanh lục có mùi dây mũi bắn ra ăn mòn mặt đất chung quanh thành một màu đen nhánh một con hung thú cấp thiên tôn xem ra tinh lục này không phải người bình thường có thể xông vào quân tiêu dao nhàn nhạt, 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 nhìn thoáng qua hài cốt kia xem ra muốn có được căn nguyên của thế giới nam đầu thật sự không phải viện đơn giản khuôn mặt của vân khê đứng bên cạnh sớm đã hơi trắng bệch lấy thực lực của nàng là phải còn giết cự thu thế này cũng chỉ còn đường chết mà thôi nhưng đi theo bên cạnh quân tiêu dao làm nàng có cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có phía trước chính là bên còn lại của tinh lục quân tiêu dao đưa mắt nhìn về phía nơi xa phía còn lại của tinh lục bị che giấu trong không gian vô định không rõ này trong lúc quân tiêu giao đi đến bên còn lại của tinh lục thế giới nam đầu lại có biến động kinh người cái nứt hư không kết nối với vô nhân khu càng ngày càng nhiều bà tộc cũng hành động càng thường xuyên hơn làm người ta chấn động chính là nguyên tổ thần triều lại tập kết quân đội mà mục tiêu lần này chính là huyền thiên thần triều đông huyền tinh vực huyền thiên thần triều cảm giác mưa gió sắp đến tràn ngập cả thần triều huyền thiên thần triều đã biết đại quân của nguyên tổ thần triều đang lên đường tiến công bọn họ toàn bộ huyền thiên thần triều đang mối giáo chờ sáng đại quân minh mông cuồn cuộn chạy ra nhìn không đến cuối giáp y dày đặc tinh kỳ pháp phới thiên thánh quân do quân tiêu giao một tay bồi dưỡng đều lộ ra ánh mắt kiên định mang theo một lù chiến khí ngập trời toàn bộ thế giới nam đầu đều biết rốt cuộc huyền thiên thần triều và nguyên tổ thần triều hai đối thủ một mất một còn số mệnh này sắp bùng nổ trận đại quyết chiến cuối cùng trong hư không phía trên huyền thiên thần triều một hàng bóng dáng đang đứng sửng sững đó đều là chư vị lão tổ cổ tổ thái tổ của huyền thiên thần triều trong đó yếu nhất cũng là chuẩn đế nhưng giờ phút này, các đại nhân vật của Huyền Thiên Thần triều đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ biết lần này nguyên tổ thần triều thật sự nghiêm túc. Lần này Sở Dĩ Nguyên tổ thần triều tự tin như vậy, sợ là cho rằng thế giới chi tử Tô Vũ kia nhất định sẽ có được cơ duyên của thế giới Nam Đầu ở Tinh Lục, sau đó trở thành thế giới Nam Đầu chi chủ tương lai, một vị lão tổ lạnh lùng nói. Nữ đế đang bế quan chứng đạo, đại chiến lần này không thể quấy dày đến nàng, không sai, dù thế nào, chỉ cần Huyền Thiên Thần triều ta còn nữ đế và thiếu đế thì vẫn có hy vọng trung cường giả huyền thiên thần triều đều cho rằng chỉ cần có nguyệt chỉ lam và quân tiêu giao huyền thiên thần triều sẽ có hy vọng mà trong lúc huyền thiên thần triều chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh các thế lực băng tuyết nữ thần điện cũng tới viện dù sao hiện tại tất cả thế lực bất hủ của thế giới nam đầu đều biết nguyên tổ thần triều có giá tâm cực kỳ lớn tuy rằng huyền thiên thần triều cũng có giá tâm nhất thống nam đầu nhưng ít ra thủ đoạn của bọn họ không bá đạo như nguyên tổ thần triều nguyên tổ thần triều cưỡng chế thâu tóm thế lực khác nơi nếu ai không phục thì trực tiếp hủy diệt hơn nữa một ít cổ lão của thế lực bất hủ cũng mơ hồ phát hiện sở dĩ nguyên tổ thần triều không kiêng nể gì như thế cũng không phải chỉ vì có được thế giới chi tử tô vũ này còn nguyên nhân càng sâu xa hơn thì một ít người đã mơ hồ phát hiện cũng bởi vậy những thế lực bất hủ đó mới nguyện ý đứng cùng một chiến tuyến với huyền thiên thần triều một trận bất hủ chiến lớn nhất của thế giới nam đầu đã kéo ra màn che đại quân của nguyên tổ thần triều minh mông cuồn cuộn che chờ lấp đất chiến thuyền hùng vĩ cổ thu chiến tranh dài đến trăm trượng dòng nước lũ giáp sắt sắt thép dày đặc còn có từng bóng dáng nguy nga trong hư không đó là cường giả đứng đầu của nguyên tổ thần triều thế trận này làm người ta liếp một cái đã cảm thấy rực gan nứt toạc có thể nói cho dù là thế lực bất hủ khác đối mặt với dòng nước lũ như vậy cũng cảm thấy kinh hồn táng đả nhìn thấy thế trận của nguyên tổ thần triều phía huyền thiên thần triều cũng khởi động các loại trận pháp thần quang lưu truyền có thần năng khủng bố đang ấp ủ nguyên tổ thần triều các ngươi thật sự muốn đánh một trận tử chiến vào lúc sao làm vậy rất có thể chính là cá chết lưới rách phía huyền thiên thần triều một vị thái tổ đế cảnh vô cùng lạnh nhạt mà nói ha ha không từ chiến một trận chẳng lẽ chờ mắt triều tiên thiên thánh thể đạo thai của các ngươi triều thành lên sao hơn nữa chúng ta cũng biết huyền thiên nữ đế đang đánh sâu vào đế cảnh chúng ta sẽ để ả à thành công sao một vị đại đế của nguyên tổ thần triều cười lạnh và nói và chương hai nghìn một sâu trong tinh lục các cường giả của huyền thiên thần triều đều lộ ra vẻ mặt ngương túc có thể nói nguyên tổ thần triều chọn thời cơ này là gãi đúng chỗ ngứa thứ nhất bọn họ cho rằng tô vũ có thể giành được cơ duyên chân chính ở tinh lục sau đó cả quốc vận của nguyên tổ thần triều sẽ tăng vọt lên lần nữa đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể lập tức tiêu diệt huyền thiên thần triều thứ hai bọn họ cũng vừa vặn có thể cản trở huyền thiên nữ đế chứng đạo dù sao sức nặng của một vị đại đế cũng rất cao can đừng nói huyền thiên nữ đế có tài năng tuyệt thế nếu để bà chứng đạo thì thực lực nhất định sẽ không yếu hơn đại đế bình thường thậm chí còn có thể uy hiếp đến nguyên đế cho nên nguyên tổ thần triều mới lựa thời cơ này mà tiến công kế tiếp không còn thăm dò dư thừa vô nghĩa nào nữa dù sao hai đại thần triều đã đối lập vô số năm loại đối kháng này đã thâm nhập xương tủy hôm nay nguyên tổ thần triều nhất định sẽ diệt huyền thiên thần triều xác Sa? san bằng huyền thiên thần triều tất nhiên phía huyền thiên thần triều cũng triển khai phản kích tuy rằng huyền thiên thần triều có các thế lực bất hủ băng tuyết nữ thần điện trợ giúp nhưng trước đó nguyên tổ thần triều đã nhất thống nam nguyên tinh vực thế lực cũng được khuếch trương cực lớn cho nên đại chiến lần này rất căng thẳng. Mà bởi vì thế lực ngang nhau, cho nên chiến tranh mới càng thêm thảm thiết. Tiếng la hét, tiếng ngầm hừ, sát phạt, tơ thảm thiết không dứt bên tay. Mỗi thời mỗi khắc đều có mấy vạn sinh linh chết đi. Thi cốt thiết thành núi, Máu chảy thành sông. Trên bong tàu chiến thiền phe nguyên tổ thần triều, quốc sư Hắc bảo thấy cảnh này thì phát ra tiếng cười lạnh trầm thấp khàn khàn. Chiến đi, dê đi. Trận đại chiến này sẽ là pháo mừng minh đón vương thượng giá lâm tốt nhất không sai sở dĩ nguyên tổ thần chiếu nhất lên đại chiến vào lúc này không chỉ vì tô vũ và huyền thiên nữ đế bế quan mà còn có một nguyên nhân quan trọng khác chính là vị vương thượng thần bí kia của bà tộc sẽ buông xuống thế giới nam đầu tới lúc đó sẽ là tai nạn của toàn bộ thế giới trong lúc thế giới nam đầu long trời lở đất vì bất hủ chiến giữa hai đại thần triều phía tinh lục lại cực kỳ an tĩnh mỗi ít thiên kiêu tiến đến thử thời vận gần như đã nã xuống ở tinh lục chỉ có rất ít người có thể tới được bên còn lại của tinh lục mà mặc dù tới được thì cũng mới là bắt đầu khảo nghiệm mà thôi. Phía còn lại của tinh lục nằm trong hư không hư vô, nó phát sáng minh mông, kỳ kỳ quái quái, có sắc thái rực rỡ tựa như ánh sáng cực bắc, tràn ngập trong tình vũ. Mỗi ít thiên kiêu thâm nhập nơi đây đều không hiểu ra sao. Dù bọn họ đi đến hướng nào cũng cảm giác như về tới điểm ban đầu, cho dù là quân tiêu giao cũng như thế. Nguyên thần của quân tiêu giao cường đại tới cực điểm, chính là hàng xa cấp hậu kỳ, nhất niệm của hắn như có vô số ý niệm tràn ra khắp sao trời vũ trụ nhưng dù vậy hắn vẫn cảm giác như đang hành tẩu trong hắc ám không rõ thú vị là ảo trận nào đó hay là cái gì khác Đẻ mặt quân tiêu dao rất thản nhiên không có chút khẩn trương nào cả có thể nói cho dù là chuẩn đế cũng không tìm thấy đường ra trong cục diện như vậy mà đúng lúc này vân khê đứng bên cạnh lại như cảm giác được gì chỉ về một hướng và nói Cả ca hình như là bên này nghe vân khê nói thế Quân Tiêu Dao như suy tư gì mà nhìn về phía cái mề đai trên chiếc cổ trắng nõn của Vân Khê. Hắn lộ ra hiểu ra, thì ra là thế. Chỉ có thế giới chi tử được không điểm hoặc là người có được căn nguyên của thế giới nam đầu mới tìm được mảnh đất cơ duyên chân chính. Trước đó Quân Tiêu Dao lấy được ngọc bội của Tô Vũ, tế luyện thành một cái mề đai rồi đeo lên cổ Vân Khê, cho nên nàng mới cảm giác được đường ra. Ngay sau đó, trong cảm giác mơ hồ vô định của Vân Khê, bọn họ vẫn đi tới một đường. Đến cuối cùng, rốt cuộc cũng đi ra ảo cảnh giống như quỷ đánh tường này mà cảnh tượng trước mắt cũng lập tức biến ảo cứ như đi tới một thời không khác Phong mắt nhìn lại vô trụ minh mông cuồn cuộn ngân hà mỹ lệ bọn họ như đi tới một vực ngoại thần bí từng dãy ngân hà đang chảy xuôi dài đến hàng tỷ trượng giống như từng dãy thiên hà vắt ngang qua trước mắt vô số sao trời lang lổ vô cùng lóng lánh mỹ lệ không gì sánh được kỳ cảnh sáng lạ như vậy làm vân khê cũng phải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mang theo một tia hoa mắt say mề cả nàng cũng chỉ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này quân tiêu giao thì không có cảm giác gì. Dù sao cũng gặp qua không ít việc đời. Nhưng hắn cũng âm trầm thở dài, hắn có thể cảm giác được sâu trong hư không có một thứ sức mạnh cực kỳ khủng bố đang dâng lên, giống như triều tịch dâng cao. Quân tiêu giao tập trung nhìn lại, giữa ngân hà tung hoành lộng lẫy kia có một tòa thần điện lộng lẫy mỹ lệ, như làm nên từ bạc trắng nằm sâu trong đó. Thần điện kia thật khổng lồ hùng vĩ, mang theo một loại uy nghiêm trang trọng. Trên vách tường thần điện có vạn điểm sao trời lộng lẫy, còn di động, xoay tròn như chu thiên tinh đấu mang theo một loại ý vị huyền diệu khó lường. Khê Nhi, chúng ta đi. Quân Tiêu giao nhìn tòa Bạch Ngân Thần Điện kia, đó hẳn là mục đích chuyến này của bọn họ, cũng chính là nơi cất giấu cơ duyên. Vân Khê vật vật cái đầu nhỏ, treo sát phía sau Quân Tiêu Dao. Bọn họ bắt đầu tới gần tòa Bạch Ngân Thần Điện kia, tăng tới vần càng có thể cảm giác được uy áp khủng bố đến từ sự trang nghiêm túc mục kia, giống như thần linh vĩnh cổ đứng sừng sững trước mắt. Có thể nói người có tu vi không đủ muốn tới gần cũng rất khó khăn, nhưng tất nhiên quân tiêu giao có thể làm lơ uy áp này. Uy áp huyết mạch trong thân thể hắn cũng không yếu hơn nó. Nếu Vân Khê đến một mình thì nhất định sẽ không thể chịu nổi uy áp đó. Nhưng hiện tại nàng đang ở phía sau quân tiêu giao. Bóng dáng bạch y thẳng tắp ngăn cản tất cả cho nàng. Đáy lòng Vân Khê chỉ cảm thấy an tâm và ấm áp. Cuối cùng, quân tiêu giao và Vân Khê cũng đi tới trước cửa thần điện. ngẩng đầu nhìn lên, thần điện cao đến vạn trượng, giống như chỗ ở của thần linh trong đó còn truyền đến tiếng động như sóng chiều vỗ vào bờ quân tiêu dao đẩy cửa đi vào trước mắt lập tức bị tinh quang lộng lẫy bao phủ